Sơn nó đang đỡ lên cái hệ thống này thì tích trung bình bình thường
sau này thì ban đầu là chủ nhật, chủ nhật là chủ nhật, thì chúng ta thấy đây là cái lỗ của đầu mặt bàn phải, thì cái lá này gọi là xoan bàn phải, thì gọi là xoan bàn xanh bàn phải, thì gọi là lá bàn phải cũng được. Bên này là lỗ đầu mặt bàn trái, do đó đây là cái xoan bàn trái, ở đây là lá không bàn, tức là không có đầu mặt bàn. Ngay cái bộ này chính là cái xoan, cái đường chúng ta hồi nãy qua cái bài của tự chủ kỹ thuật, chúng ta biết những cái vị trí để chúng ta đo. Chúng ta đọc kích thước ngang qua cái bọn ban, kích thước ngang qua cái xoan, và kích thước ngang qua cái góc nối giữa cái xoan và cái ống, và cái đoạn trên chúng ta là đo cái đỉnh kính của đầu mặt lên. Thì đây chính là cái góc, cái góc tưởng tượng thì nó có một cái giới hạn để nó là giữa cái xoan và cái ống của đầu mặt lên, thì đây gọi là sinotubular junction, góc giữa cái ống và cái xoan, và trên này chính là đầu mặt lên. Và chúng ta hình dung nếu đặt siêu âm bằng con gắn bằng các cửa của bạn, thấy được cái đầu bàn phải không, thấy được đầu bàn trái không, chúng ta dĩ nhiên chỉ thấy được một phần thôi, một phần đầu này thôi, chứ không thể thấy được đầu bàn đâu. Có nhiều người thấy không được mà bàn trái thường chúng ta dễ thấy hơn là cái bàn phải. Nếu mà nhìn cái mặt cắt ngang của cái quan trọng chủ thì chúng ta thấy đây, đây là cái lá bàn, ba cái lá bàn, đây chính là cái nét giữa cái lá bàn phải, lá bàn trái, lá bàn trái, lá không bằng, và mấy giữa lá bàn phải và lá không bằng như cái xoan bình thường. Đây là chính là cái vòng của bàn, đây là cái mép và đây là cái lá bàn. Cách dọc ra cái đầu bàn chuẩn thì đây là chỗ cái kết nối, thì đây là cái trung liên mà thấy được. Nếu mà trải rộng ba cái lá bàn ra trên cùng một bệnh viện thì chúng ta thấy đây lỗ bàn phải, đây lỗ đầu bàn trái, đây là cái xoan bình phải, xoan xoan và đây thì cái này là cái đôi lá ban này dành thì cũng như cái hình nửa lá nguyệt. Đây là đôi viên khi nó đôi viên của ban đầu chủ này. Đây là cái đường cong của cái ngờ của cái hình lá nguyệt được gọi là cái đôi viên này. Cái này là cái phần này chỉ là chúng ta biết hết cái nhận phẩm tên thôi. Ban đầu chủ bình thường đây là cái tập thôn chúng ta thấy mở rộng lớn ra và nó đang mở về ba hướng khác nhau thì tập trung ban đầu mặt chủ đóng lại, và đây là rõ ràng chúng ta thấy được đi. Còn thời điểm tăng thu, ban đầu mặt chủ mở trở lại, nó mở nhỏ hơn cái hình ảnh bên trái của mình. Đây là ban đầu mặt chủ bị hẹp, mình cái trình tăng trương thì nó đóng lại chứ, nhưng mà nó đóng kín được, cái này có kẽ hở. Nên là phần ta thấy rằng cái bệnh lý hẹp chủ nó hay có kẽ hở chủ lắm, tại vì những cái sang thương ở trên cái ban chủ đó nó cũng ảnh hưởng phần nào, ví dụ điều kiện nó dày nó đóng vô. Đã làm cho khi đóng nó lên rồi nó không thể khép kín lại là nó hay có hở đi kèm đó. Người ta dễ cái hàng này được dự đoán cái nguyên nhân đó là gì, học mấy cái bài văn rồi nguyên nhân đó là gì, cái văn chủ này là do gì, có thể hở đi kèm đây tại sao đi không, nó dậy sơ vô hóa mà bản chất nó không thấp đây là cái vô nhưng mà cái điểm khác thì nào nữa đấy, hẹp chủ cho thấy quá mà do vôi quá mà từ cái nguyên nhân là thoái hóa trên người già lớn tuổi, tức là degeneration, cái nguyên nhân đó chứ không phải nguyên nhân của là Parkinson, không phải không, có cái gì khác không? Mấy cái bài trước tôi nói rồi, tổn thương giống nhau, tức là cũng về có vôi, nhưng mà cái quá trình cũ còn đang trong cái giai đoạn thấp của thấp, nếu khi nào mà cắt được ngay cái lúc mà bệnh nhân bị thấp, cắt nó để mình vô, thường nó bệnh ban thường là hậu thấp, tức là nó ổn định rồi. Thật ra mình sẽ thấy là dày sơ vôi, dày lát đều giữa một cái vôi của thoái hóa và một cái vôi của thấp, nó là chỗ nào? Thấp nguyên bộ máy. Nó bị chỗ nào? Máy bay đúng rồi. Còn cái thoái hóa thì sao? Nó bị ở cái thân thôi. Nó không có bị cái nét, thật ra cái nét của nó khá trơn lại. Thật ra người ta nhìn cái nét để người ta dự đoán cũng là dày, cũng là đóng vôi, nhưng mà cái này là do thấp. Còn cái kia là do thoái hóa. Nếu như mình không biết cái người đó tuổi tác đi chứ nếu mà còn trẻ nhỏ quá thì chắc mình đang nghĩ cái thấp
Thế bây giờ mình đeo ba cái dây chuyền. Nó tương tự như là mình đang tự ý về ở Hà Lan nó sẽ có một số nó giống dĩ nhiên từ mỗi cái nguyên tắc của ta khác nhau có nhiều cho nhưng mà chúng ta nhớ ba cái phần trăm hay gặp nhất là bẩm sinh thấp tim và thoái hóa bệnh tật nào cũng có và thấy kiểu ở ngày thì cũng có hết và trong những cái bệnh lý mà đã học vừa qua thì rõ ràng thì có cái nguyên nhân của hạt chủ là ngắn nhất rồi còn nguyên nhân của nguyên cái hở chủ là cả một trai già luôn nguyên một cái nhóm trên ba và cái nhóm là động mạch chủ lên nhưng mà nếu dài thì dài thì nếu mà có để ý mình phân tích là học cũng dễ không bây giờ hở mạch hai lá cũng là một trai già nhiều lắm nhiều nguyên nhân còn hở mạch hai lá cũng là đơn giản nha nhưng mà thực ra nó cũng có nhiều nguyên nhân rất gặp lắm nhưng mà tôi nghĩ đi nó đứng thứ hai thì cái số nguyên nhân có thể ảnh hưởng cho cái đứng và cái nguyên nhân của hai cái đứng hệ chủ là đơn giản nhất đa phần người lớn mắc phải người ta hay gặp thoái hóa mà là thoái hóa qua trở thành già nó là một môn cơ bệnh nói là trẻ từ trẻ hoặc là cho con thiếu niên là thấp tim bây giờ bẩm sinh thì dễ rồi sinh ra là đã có những cái bất thường trong quá trình là đi khám mà trẻ con trong mấy năm đầu tiên đó thì nó bị tiểu tiện người ta nghe một cảm thủ trong đường này và thường khi nếu mà hạt của bẩm sinh nó có thể đi kèm với một số sản phẩm khác ví dụ như hạt của bẩm sinh nó có thể đi kèm với còn cái động mạch nó đi kèm với lại một cái phân cấp vân vân có nhiều cái dạng bẩm sinh khác thậm chí nó có thể nằm trong những cái hội chứng mà nó vừa bất thường tim mạch mà nó vừa bất thường luôn về thần kinh luôn tức là những cái hội chứng bẩm sinh mà vì đó nó rất là nhiều quan trọng một cái nguyên nhân ít gặp nhưng mà cũng hay có trên người già chúng ta phải để ý tức là khi bệnh nhân bị sơ hóa động mạch thì chúng ta biết cái bệnh này thì nó ảnh hưởng là tăng huyết áp và bệnh động mạch vành nhưng mà thấy mà cái sơ hóa này nó có thể bám trên cái thành động mạch chủ hoặc thậm chí có thể ảnh hưởng trên thân hay lá thì nó có thể ảnh hưởng với cái mảng sơ hóa này nó là cái thành viên này hay không được đây là chúng ta nhìn lại về giải phẫu đây là một cái tăng bình thường là thứ ba cái thứ ba làm phải làm trái không bằng bén đến chân láng cái thân thứ ba chân láng cũng là đẹp ha đây chúng ta nhìn đây là cái bất thường này đây là giải phẫu của đại thể của một cái băng đấy đây chúng ta thấy đây ba lá ba đây nó mất rồi đây còn có hai lá nữa và khi nó mở ra chúng ta thấy hay là khi nó đóng lại đây thì đây bên này nhưng mà cái mép này chúng ta thấy nó trơn thì cái này là thoái hóa
thì hạt đau là mình tưởng cho nó không qua. Và bây giờ về lại về chúng ta đã ôn lại về cái nhân về giải phẫu qua rồi, để chúng ta nói về cái sinh lý bệnh một chút. Khi hạt chủ thì chuyện gì xảy ra là cũng liên quan tới vấn đề là siêu âm của hạt chủ, thì cái biến chứng phải đặt ra, phải xem xét và tìm ra có biến chứng, mà muốn xem xét biến chứng để mà hiểu sinh lý bệnh. Nếu có hẹp nghĩa là có một sự nghẽn, tắc nghẽn, chậm trễ của sự đẩy máu từ tâm trái ra ngoài. Như vậy, nó sẽ kéo dài thời gian có máu thì tập trung và tăng cánh áp lực trong một tâm trái. Tăng cánh áp lực thì sẽ gây ra dài, tức là phì đại thấp, rồi sau đó từ từ nó sẽ giãn ra, giãn tới suy nghĩ, tức là dày dạn tâm trái. Dĩ nhiên, dày sẽ là hậu thêm. Còn đối với hậu chủ thì giãn sẽ là hậu thêm. Rồi ngoài cái vấn đề trực tiếp do cái áp lực, tăng cái áp lực trong vùng thất, cái thời gian đóng máu cũng dài, đương nhiên cái đóng máu vốn phải tăng lên rồi. Rồi với cái áp lực trong vùng thất cái nhiều quá sẽ làm cho động cơ ở dưới động mạch, cơ tim trong dưới động mạch bị sơ hóa, như vậy cơ tim nó sẽ giảm co bóp. Thì cái thất cái nhẹ giảm cộng với động cơ dưới động mạch sơ hóa, cái nuôi dưỡng cho cái cơ tim bị kém thì nó sẽ giảm co bóp. Rồi mỗi một lần nó có bớt giảm như vậy, mà nếu bệnh nhân kháng sức quá trong một cái liên chu hoạt động nào đó, bệnh nhân có thể ngất là do máu nó sẽ đi về một cái vùng nào của cơ thể mà đang hoạt động nhiều. Ví dụ người ta đang kháng sức, người ta hoạt động tay chân thì chỗ đó nhu cầu nó cao, máu sẽ kéo về ở đó nhiều. Nhưng mà không đi hẹn văn mà chủ thì cũng được tiêm giới hạn, không thể tăng lên theo cái hoạt động của cơ thể để máu lên những vùng không hoạt tích hoạt động thì kém đi, nhất là não. Áp lực của tâm trung của thất trái cao vì do cử động này ở trong cái bộ
khái quát là đất là sinh lý tử. Chúng ta nhìn thành hai cái hình có cái tim đạt bằng vật chủ bình thường. Kích thước của thất ở bên trái coi như là hình bình thường, có người thân trái ở mức độ này. Ba là vật chủ mở lớn, máu chạy cái gan ra, máu chạy gan ra một cái dòng bình thường giống như dòng lớn. Đây là một cái hẹp vật chủ có thể do dày nó vô như cái băng nhiều quá, là cái máu đi ngang qua một cái gan nhỏ tăng tốc độ và vọt qua được cái chỗ này. Rõ ràng đây là cái áp lực này sẽ cao hơn được rồi này. Đây là giống như một cái hình ngọn lửa vậy, nó vọt qua được cái chỗ này thì cái hình ảnh của cái dòng máu tăng tốc độ của nó qua một cái hẹp phun ra giống như là một cái ngọn lửa. Chúng ta thấy đây là cái hậu quả vì là thân sau vì là về đây là triệu chứng. Người ta nói là ba cái triệu chứng tên một người hẹp chủ mà đã tới mức độ trung bình rồi đó trở đi đó thì có thể có những triệu chứng này. Thì qua cái sơ đồ sơ kỹ thuật hồi nãy mình nói, bệnh nhân có thở cái thông sức, bệnh nhân có đau cơ, thậm chí có thể có cấp. Đây là một cái tâm chứng điểm này của một người hẹp là một chủ. Nhưng mà người ta cũng nhắc rằng là không phải cứ hẹp nhỏ hơn bình thường là bắt buộc phải có triệu chứng đâu, phải tới một cái mức độ nào đó người ta thấy rằng hẹp chủ hiếm khi có những cái đó là quan trọng cho đến khi mà ban hẹp không quan tâm xem đến vuông trên một cái khu diện tích cơ thể và nó tương ứng với khoảng 1/3 diện tích lỗ bình thường. Nếu hẹp đến khoảng 1/3 thì bắt đầu chứng nghiệm mới hẹp khoảng đến hẹp 1/4 diện tích thôi, tức là còn khoảng 75% diện tích lỗ bình thường thì nó không có triệu chứng gì cho bệnh nhân. Chính vậy mà cái thời gian bù trừ của nó cũng dài, người ta sẽ phát hiện bằng cách khám lâm sàng đó. Đây là những cái triệu chứng thực thể thôi, là nước nhanh, nước đá thì không. Do đó cái mặt sẽ nhỏ, nó sẽ đẩy chọc lên là để thời gian bơm máu nó ra đâu mà bỗng nhiên sẽ đẩy mặt, do nó thì là xa xuống ra ngoài khi nó lớn đó. Sợ có thể có áp thổi, có lúc đi tâm thu và ô quan tâm mặt chủ. Đáy tim mà bớt lan lên dọc vào mặt cảnh, gây đọc tàu với nhắc từ bình thường, tức là bỏ bỏ bắt được của đường tim ra ngoài. Tuy nhiên giai đoạn bộ thì chúng ta sẽ có cái 5% xuống, tức là hẹp chủ nặng, gáp tâm thu sẽ thấp, trong khi gáp tâm trung bình thường sẽ có hiệu số với nhau đẹp. Nó ngược lại cái hậu chủ là cái hiệu số với nhau, cái nội chân giữa cái tâm thu tâm trung hay gọi là áp lực mặt đó, sẽ cao. Trong khi cái người đây cái người hẹp chủ thì cảm thấy hiệu số nặng. Còn nghe âm thổ chính là thổ tâm thu nhận phổ của ban chủ, có thể con đích của mở tâm thu ở ban chủ lan dọc vào bờ trái sinh thức tiếng A2M hoặc không đi không nghe, tức là càng mức độ càng nặng thì người ta sẽ thấy được của ai sẽ nhận. Này giống như thấy cái bệnh lý biến tim mà thay đổi cái tim của mình ban, nếu có hẹp ban rồi thì cái biến tim thì nó đóng nó sẽ nhỏ đi. Đây một bình thường thì nhẹ, còn cái hai có thể một tiếng một đường này khi có vị đại dày thành thất rồi thì chúng ta có thể uống hay được có một tiếng. Còn khi nào cái trái giãn rồi chúng ta có thể đi ban. Vì tâm đồ thì chúng ta thấy được những bất thường liên quan đến cái hậu quả biến chứng, tức là nghĩ trái lớn thân trái lớn, có thể có lớp của thân có lớp thân trái. X quang thì giai đoạn đầu thì không to, giai đoạn sau sẽ bắt đầu to lên. Bên thứ ba bên trái phòng do bên trái nhẹ, đây có giãn sau hẹp của đầu phòng chủ lên, ta thấy đây là hậu quả sau một cái chỗ hẹp này. Chúng ta chụp X quang thực tập chúng ta có thể thấy được cái đầu phòng chủ lên, nó lên lên trong hai chỗ nặng. Hãng hữu có thể thấy được cái bôi trên ba đầu phòng chủ, một cái đốm bôi, đốm trắng rõ ở cái vị trí của bên chủ. Tâm thanh đồ là xác định là cái tiếng tim mà mình đã mô tả ở trên. Trong trường hợp mình nghe không chính xác, có thể họ còn lấn cấn, không có thống nhất được những người này những người khác nhé, thì mình đang làm tâm thanh đồ để xác định hết là tất cả các tiếng tim và thổ lực tim thì qua tâm thanh đồ. Giờ sư quan là đây là các mục tiêu của sư, chúng ta sẽ làm mặt cảnh đồ. Thì hiện tại giờ không phải là cái thực ứng dụng trên lâm sàng đâu, nhưng mà về tất cả những cái thực lâm sàng có thể làm trong thành chủ để thấy được bệnh lý thì đây là những cái chúng ta có thể làm. Nếu là mặt cảnh đồ sẽ thấy là gì, nó bơm ra nhỏ, đương nhiên cái dốc lên của cái mặt cảnh đồ đó nó sẽ dài ra và nó sẽ từ từ tầm nào nó lên, chứ không phải giống một cái mặt chủ mà mở rộng bơm ra một cái là mở một cái liền. Như vậy thì cái mặt cảnh đồ khi người ta đo cái dốc lên nó sẽ nhanh, còn cái này là dốc lên dài, cái đỉnh nó là hình cao nguyên, nó có nhiều thân lên chậm chậm và nó từ từ nó bơm ra, do đó nó cũng thấy dốc lên nó từ 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 và nó kéo dài ra. Thì cái thời gian phun máu kéo dài cũng góp phần làm cho cái
quy định của nó là gì, nó giống như hành thang nguyên. Còn thông tin và trực thông tin trong trường hợp là chúng ta muốn đánh giá một cái này có hệ thống mặt bằng hay không, trước khi chúng ta muốn can thiệp trong cái ngang qua là chủ ngạc hay là chúng ta phẫu thuật thay văn chẳng hạn, thì người ta phải đánh giá cái bệnh mặt bằng chúng ta đang thực hiện di trực mặt bằng, hoặc là siêu âm tim không có xác định rõ được mặc dù lâm sàng hay là thì người ta đem thông tin từ trong mặt tim bơm chất cảm quan thì người ta thấy được cái dòng phục ở trong ngang qua mặt bằng nó bị hẹp lại, hoặc là thông tin từ mặt tim xác định chẩn đoán khi lâm sàng mà siêu âm không có hợp lý nào phù hợp với nhau. Còn cái mục đích thứ hai là gì? Siêu âm họ có rõ được xác định rõ ra cái triệu chứng của bệnh nhân đến cái chẩn đoán lâm sàng đó không thấy được, hoặc là giữa lâm sàng và siêu âm không tương hợp với nhau, có kết quả gì đó của siêu âm nhưng so với lâm sàng người ta đưa tới thì không tương hợp, cái đó đang là chúng ta thêm những cái căn. Ở đây chúng ta thêm chút xíu là nếu như siêu âm thật sự không thấy rõ, chúng ta có quyền là có siêu âm thật quản, chứ không phải nhất thiết là siêu âm đi làm được không có rồi thì thôi, bắt buộc chúng ta đi làm phương pháp khác ha, chúng ta có thể làm siêu âm thật quản được. Trong trường hợp chúng ta biết rồi bệnh nhân hoặc quá bỏ bệnh nhân có biểu hiện của cái bệnh lý về cái thủy tổn phổi cũng biến gì quá siêu âm thật quản không thấy rồi, biến chứng có hẹp trũ thì chúng ta qua cái sinh bệnh chúng ta thấy rồi chứ mong cần tìm thì đại thấp, thì đại thấp trái lâu dần nó sẽ làm giảm dạng thấp trái dạng thị trái. Nếu nó có sốt thì cái bệnh lý hẹp hở ba chủ hở hai lá là cái bệnh lý mà nó thuận lợi dễ gây viêm nội tâm mạch, là nó làm sẵn cảm giác. Ví dụ điều trị lâm sàng rồi ta chưa có những cái vấn đề đó, ta chỉ thấy sốt cái này là một cái viêm phổi nhẹ nhàng, trên lâm sàng người ta thấy có một viêm phổi rồi, ta chạy đoán là chủ viêm phổi, chưa thấy dấu chứng gì hết, nhưng mà khi mình làm siêu âm mình thấy một người vô sốt, dù có một cái ổ là rõ nhưng nhiều khi cái ổ đó là cái ổ đầu tiên phân phát, từ đó viêm cũng sẽ bắt đầu lan tràn ra một cái bệnh cảnh nhiễm trùng huyết đó, và lúc đó sẽ tới cái mức thứ hai là viêm nội tâm mạch đục. Thì mình làm siêu âm tự nhiên sờ bệnh nhân thấy nóng đau sốt, thử hỏi nguyên nhân, dĩ nhiên có thể phát hiện được cái ổ nhiễm thì phải cảm giác khi đi làm cái siêu âm đi về đánh giá bệnh nhân để có một xùi gì không, mình tự nhiên không chứ. Sùi được thấy được cái sơn thực vật ha, những cái sùi rất nhỏ thì chỉ có sơn thực quản mới thấy rồi, sơn thực vật được thấy được. Thành ra nếu mà chẩn đoán là nó theo nhỏ viêm nội tâm mạch thì cái người làm sơn thực vật mà không thấy, lúc nào ta cũng cẩn thận không thấy được cái sùi ở kích thước gì đó trên 3 mm chẳng hạn, còn dĩ nhiên sùi dưới 3 mm và cái sơn thực vật cái đó người ta chưa có loại 100% mà không có sùi. Đoán lâm sàng của bệnh van cổ là xác định của bệnh van, nguyên nhân bệnh van là gì, rồi có phân biệt với những cái thể khác thì có thể không nghĩ là hẹp trũ, nhưng mà có chừng nào có phân biệt chưa, đây là hẹp dưới van trên van không, rồi nếu là hẹp dưới van thì bệnh nhân có thể là một cái tuyến phì đại, hoặc là có một cái màng bẩm sinh dưới van hay là hẹp trên van chủ, đây là trên lâm sàng. Vậy chẩn đoán xác định lâm sàng cũng chỉ là lâm sàng khó lập khẳng định 100%, có thể gần đúng nếu nó điển hình, ví dụ một cái ông phổi tập thu lớn rất rõ liền sự phải là lệch cổ có lưu miêu và có cái xoáy thì người ta cần lên khoảng 90%, 90% là có hẹp trũ rồi, bởi vì ông phổi nó hút cao quá, thay đổi về cái đặc điểm âm sắc của ông phổi cường độ lớn quá, sợ là có lưu miêu rồi 4-6 lan rộng quá, và tôi thấy dấu hiệu là có thành thất, có phì đại quá, còn cái này này nó còn nhỏ lắm trong phần bẩm sinh, thì cái đó là lâm sàng có thể được đúng. Còn ở những cái mức mà ông thổi không điển hình, nó có thể gặp trong những trường hợp có hẹp tương đối thì lâm sàng chỉ gợi ý thôi, mà muốn chẩn đoán xác định phải làm siêu âm tim, cũng như là muốn xác định nguyên nhân bắt buộc phải có siêu âm. Người siêu âm sẽ giúp cho bác sĩ lâm sàng xác định chẩn đoán hẹp trũ, mức độ hẹp trũ cũng như là nguyên nhân và các biến chứng, thì đó là cái nhiệm vụ của người siêu âm phải làm.
Đây là những cái thông số bình thường, diện tích quanh hồ tủ bình thường từ khoảng 3-4 cm². Đây là độ danh áp lực. Chúng ta cắt qua một cái phổ quanh chủ bình thường đó, thì vận tốc thường nó bảo bao nhiêu ha? Phổ chủ bình thường 1 đến 1,7 m/s ha. Như vậy độ danh áp lực nó khoảng từ 4-6 m³. Rồi diện tích mở van đây là ta nhắc lại, không phải cứ tương tự như những cái bài khác thì có
mô tả cái tính chất để chúng ta xác định được cái nguyên nhân của nó, đánh giá cái độ nặng của hẹp như thế nào, rồi xác định nguyên nhân dựa trên những cái thông số mà đã đánh giá về tính chất lá bàn, cái cách thức nó đóng như thế nào đó, chúng ta đánh giá nguyên nhân và đi tìm cơ chế gây bệnh ban, biến chứng của bệnh ban này, của hẹp ban này ảnh hưởng trên trên như thế nào và những cái tổn thương của họ. Thì đây là cái mục tiêu mà chúng ta phải thủ. Cái ban nào cũng vậy, nó giống giống nhau hết trơn. Này xong hết rồi thì con đi nhắm mắt lại là chúng ta phải trả lời được là mục tiêu của siêu âm hẹp tổn đương nhiên một xác định có hẹp. Thứ hai là gì? Mô tả cái tính chất cái lá ban nó tại vì hẹp ban chủ, tức là nó ảnh hưởng bệnh lý gì đó làm cho cái ban nó không mở lớn, đúng không? Vậy chúng ta xác định cái tính chất lá ban gồm có đặc điểm những cái mật độ cái lá ban đó và số lượng ban luôn, cái cách nó đóng như thế nào. Cái thứ ba là gì? Độ nặng của nó dựa trên những cái thông số mà chúng ta đánh giá cái đo đạc, chúng ta coi cái độ nặng của nó, rồi chúng ta đánh giá về nguyên nhân nào, xác định được nguyên nhân gây ra cái hẹp đó, biến chứng khi nó đã bị hẹp cái mức độ mà mô tả rồi là có biến chứng chưa. Biến chứng là gì? Thì nhiều khi chúng ta làm trên siêu âm chúng ta nhìn thấy liền thì chúng ta có biến chứng, nhưng có nhiều khi không thấy thì phải nhớ bằng hẹp chủ sẽ gây những cái gì cho bệnh nhân, và lúc đó chúng ta đào lại cái phim lần nữa, chúng ta cắt ở những mặt cắt nào đó chúng ta xem kỹ lại còn có biến chứng gì hay không. Nó cứ vậy là trong việc chúng ta đo để nó lướt lướt qua không có để gì hết. Rồi nhớ đây là một cái bệnh ban mà có nhiều nguyên nhân gây ra nó, trong đó bẩm sinh hay là thấp hay là thoái hóa, thì cái ban nguyên nhân này đều có thể xảy ra trên các bệnh tật khác đó, hay là trên một cái chính bản thân cái ban chủ, tức là cái sự thương hở đi kèm đã coi tổn thương với họ nó có hay không, hoặc là mắc phải, hoặc là bẩm sinh. Vậy chúng ta làm gì? Những cái mặt cắt quen thuộc chúng ta đã học qua rồi, mặt cắt dọc cả đất xong chúng ta xoay dịch ngang cả đất, rồi 4 mụn từ đỉnh hay là 4 mụn từ mỏ, 5 mụn từ mỏ xong rồi xuống dưới xương, rồi chúng ta lên hở ức thấy mặt đẹp đủ chúng ta phải làm vậy. Mà thực tế các loại hở ức ít khi nào đừng chỉ là có mặt cắt dọc ngang cả đất mỏ và dưới xương, họ cản trên hở ức khi nào người ta nghi ngờ có một cái bệnh gì đó hoặc là phải khảo sát ở trên thì lúc đó mới khảo sát, chứ còn làm các bài bản thông thường thì mà các cơ thể mất khi chúng ta còn son, chúng ta không làm. Tuy nhiên mình cũng nếu mà mình mà kiểm chứng mà cẩn thận mình biết ra, nhất là người già lớn tuổi có tăng huyết áp, có sơ vữa động mạch thì có thể có bị chèn để cái thằng động mạch bệnh của động mạch có, tại vì nên làm lên thở mất cho người ta, tại vì có thể mình sẽ phát hiện cái động mạch cũ lên giãn, quay động mạch cũ giãn, trí động mạch cũ xuống sẽ giãn, có thể nhìn thấy những cái đống vôi, cái mảng vôi ở trên cái động mạch đó. Không phải lúc nào cũng thấy, nhưng mà may mắn nhiều khi có một số bệnh nhân có rồi thì mình cắt lên cái đó mình thấy nó dày cái nó thành hết, nó đóng vô và nó làm có thể ảnh hưởng làm hẹp gì đó, thì mình cũng phát hiện được thêm một cái bệnh lý của người ta mà có khi lâm sàng thì lâm sàng không phát hiện được, lâm sàng đâu có thán nổi là cái này cái động mạch cũ lên nó bị dày khi là quay động mạch cũ dày thấy được, còn cái x quang khi họ thấy nó phình cái động mạch cũ qua phình cái quay động mạch cũ á và họ thấy giãn động mạch cũ lên đó, thì chú ý làm cái nghiêng cho cái tin là phần mà chủ hay cái người xoan đọc được cái thông số đó thì lúc đó người ta phải làm ta phải chú ý, còn điều kiện là phải bỏ qua các bạn hoặc các cái tiếp tục dọc và mình cũng sẽ khảo sát ban chủ rồi tính chất của cái ban trên mặt các dọc là đức cũng thấy được, chứ không phải tất cả các lá ban ban chủ đều thấy được trên cái mặt các dọc là đức khảo sát biên độ mở của chủ nhị trái kích thước vách liên thấp và cái bụng trong cả bụng thân trái thân phải, và trên đây chúng ta đánh giá đo được cái phân xung động mạch bằng cái mở em rồi và các cái tiếp tục ngang là cái mặt cắt chủ lực để chúng ta đánh giá về vị trí của ban chủ ở đây, trên mặt cắt này đếm được cái số lá ban, hình dạng của các lá ban nó có đều đều nhau, nó có bằng nhau hay không, có cái bất thường cái dị dạng hai lá hay là ba lá, mà ba lá bình thường là bất thường, khi đóng khi mở như thế nào, đóng kín không, mở lớn hay không, ta để rồi cũng qua mặt các cạnh tích cực ngang chúng ta đánh giá vị trái vùng tim phải và màng não, rồi đánh giá động mạch phổi ban hay là động phổi các nhánh vân vân, nó tương tự như là cái bệnh lý ban khác chúng ta cần đánh giá áp lực động mạch có tăng hay không, tại vì mình biết rằng khi có một cái suy tim trái từ cái mạch
bà đã phát hiện các tiêu chỉ. Một lần nữa đó được là phổi bằng cái mặt cắt và cái bà lá ở trên mặt cắt của một từng mỏ cũng còn trong mặt cắt ngang cả đất. Nếu có hình đẹp nhiều khi người ta cắt thử qua mặt đó, chúng ta nhớ rằng nếu mình có bị hậu xoa mình sẽ thấy rằng các số đo nó có thể là ví dụ mình cắt mặt cắt đầu tiên cái mình đo các bà lá ra ví dụ như là 2.5 đi, cái mình đo ra là mặt là phổi rồi xong rồi thấy mình đẹp rồi, thử cái một cái mặt cắt lần thứ hai mình làm lại mình đo số liệu nó sẽ khác. Thật ra nó thường thường để chính xác. Ngay cả khi các áp lực ở mặt phổi là các hai ba lần. Cái số nào lớn nhất là tại vì nó còn phụ thuộc vô cái đường cắt của mình, đường cắt Doppler. Cái hiệu ứng Doppler sẽ đạt được tối đa nếu đường cắt song song với dòng chảy. Mà trong lúc mình gặp cái đường cắt đó có khi nó tạo tóc rồi nó không có song song, và nếu lỡ nó có tạo tóc thì cái góc phải nhỏ, góc bao nhiêu thì chấp nhận được. Bao nhiêu? Thấy cái hai phần ba bên trái không? Không thấy hết.
đây chúng ta khảo sát đạo hạnh chủ này. Hai lá, thiên nhân là thiên nhiên. Trương, trương, trương. Thiên nhân là trương, đạo hạnh chủ tóm lại bằng hai lá mở ra. Đây là địa trái, thân trái. Thì tâm thu đây, đạo hạnh chủ mở. Đây là bằng hai lá đóng lại. Chúng ta thấy bắt được cách bình thường ha. À, thì sao thân trái nó thấy cách qua đạo hạnh chủ mở ha. Hai lá mở kích thước thân phải này nhỏ hơn thân trái. Nhìn sơ cỡ cho chúng ta nói này là bình thường. Chỉ trái này nhỏ hơn tâm trái luôn. Tự nhiên chưa đo mà chỉ trái đã to rồi, nó lớn nó bằng tới cái tâm trái luôn, tâm trái nó lên. Rồi bây giờ này, các chuẩn để chúng ta nhìn cái số lượng phần của đồng hành chủ và cái bất thường nữa. Đây là kỳ này là cái phần đồng hành chủ đang nóng lại. Cái tập này chưa chưa nha, thì đang chưa. Thì ba cái lá ban chủ, lá bàn phải đây, lá bàn, lá con bạch và lá bàn trái. Hình giống như hình thi rác hay là hạt xe đét bay vào đường hay có xe hạt xe đét á, thì coi lại con cắn cái logo ở phía trước ha. Đó thì nhìn thấy hình này à. Thì ở đây chúng ta thấy phía sau của đồng đặc thủ các em này là chỉ phải nè, ở đây là chỉ trái, đây là các thiên chỉ. Chúng ta cũng khảo sát nhìn là coi nó thông minh nhỉ, thì cũng khảo sát coi cái thêm cái mặt đất này ba lá này, thất phải đây, đây là mang phổi hay là thân của đồng đặc phổi, thì cái buồn bằng ngay cái phía trước của cái bàn phổi là cái bụng tổng của thất phải, hay là đây bụng đây. Chúng ta biết cái bụng tổng thất trái rồi, chúng ta học học những ngày trước nữa tới bữa nay, chúng ta thấy cái bụng mà nó nằm ở phía dưới của bàn là chủ, giới hạn của một bên là bàn thất, một bên là lá trước của bàn hai lá đó, nó là bụng tổng của thất trái, là một phần của thất trái, nhưng mà nó nằm ở gần đầu bàn chủ, nó có bệnh lý ảnh hưởng tới ngay cái bụng đó, gọi là LVOT, bụng tổng thất trái. Đây chính là bụng tổng của thất phải, thì nó có một cái tên gọi cái bệnh lý chỗ này thì mình gọi là phễu của đồng mạch phổi, thì chúng ta nói là tuyến tiến phalo. Tuyến tiến phalo là gồm có cái gì nhỉ? Tuyến tiến phalo gồm có cái gì? Trong đèn thất, 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 hẹp động mạch phổi có thể gặp tại quan, có thể gặp thân, có thể gặp nhánh, vị trí nào cũng được, và thường thì gặp nhất tại phễu động mạch phổi. Phễu động mạch phổi, quan động mạch phổi, thân động mạch phổi, nhánh chỗ nào cũng có thể có, nhưng thông thường nó hay hẹp phễu động mạch phổi, không có thiết kiến vào lâu, tại vậy không phải là thành phần vào. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta nói hẹp phễu động mạch phổi mà chúng ta muốn chẩn đoán, xác định trên sơ hẹp phễu là chúng ta qua bằng cách này, chúng ta qua cùng này. Chỗ này thấy là bị dày lên, hẹp lại và chúng ta bỏ mặt vô, tự nhiên chân thấy cái dòng vào chỗ này nó ra lên, nó xoắn khác hơn cái dòng vào ở phía dưới thất phải. Đây là mặt bằng phổi này, chúng ta qua. Đây là ba mặt bằng chủ, này là đang mở ra thì nó thu. Đây chúng ta thấy rõ đây ba lá bàn, nó mở tại ba hướng. Đây là khoảng cách năm bộ từ đỉnh hay là từ phỏng một mặt để chúng ta khảo sát cái ba chủ, thì bắt buộc phải có năm bộ thôi. Nhưng mà trước khi vô năm bộ thì phải làm bốn bộ, làm bốn bộ cho đẹp. Cái mỏ này nằm ngay giữa mặt hình, cách liên nhĩ thì nó là một đường thẳng. Sau bốn bộ rồi là bên chúng ta phải qua năm bộ. Chứ mới đầu bộ đừng có cố gắng để làm năm bộ. Chúng ta hay làm bốn bộ chuẩn đẹp, bởi vì chúng ta cần những thông số của bốn bộ. Ngay cả chúng ta có làm một lý hạt chủ đi nữa thì cũng phải có cái mặt cắt bốn bộ để chúng ta làm tìm đánh giá những cái thông số của cái mặt cắt bốn bộ. Xong rồi chúng ta đi qua cái năm bộ để chúng ta cắt tiếp tới cái ba mặt chủ. Chúng ta đánh giá đây là chủ nha, chỉ phải, chỉ trái, thất trái, đi trái, chỉ phải, rồi thất phải, thất trái đây. Đây là cái mỏm này. À, đây là mặt cắt này, mặt cắt trên nó hớt khai, xuất ra sơ nô. Đây là hai cây thì chúng ta thấy quay vào chủ đây. Chỗ này ráng cắt được ba cái nhánh của đồng mặt. Cắt xuất từ quay vào mặt chủ. Thân đây đồng cũng trong phần dưới đòn. Từ lúc chúng ta có mấy cái cây da su đó hẹp của cái đầu mặt chủ đó, chúng ta nói ví dụ mất mặt quay một bên thì nhiều khi nó bị hẹp ở ngay chỗ mấy cái chỗ này, hai cái quay ở một cái vị trí nào đó giữa cái thân đầu mặt tay đầu với lại đầu mặt cổ trung trái hoặc là giữa cổ trung trái và dưới đòn trái vân và có viêm, mình thấy được ở cái phần đầu của mấy cái nhánh này nó bị hẹp đó, chúng ta khảo sát. Đây là đồng mạch xuống này thì chúng ta có thể đo ở đây thì chúng ta đánh giá hẹp của eo đồng mạch chủ, tức là cái đoạn
kiến cái đầu nó phải là khác dần. Mình đánh giá lại những kích thước như là dạng thì đó của đầu mặt cỡ phải chúng ta không cầu xanh. Rồi, đó là chúng ta cắt hai đề. Bây giờ qua đây em cũng cần phải đánh giá cái đề quốc của bạn học chủ cho chúng ta nhìn lại đây. Hồi nãy sau khi chúng ta đã cắt cái đề rồi, đây, khi chúng ta ra cái mặt khác dọc là đứt rồi, chúng ta đưa cái đường tề tề quốc vào đây, chúng ta cắt qua bên này, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy thế này. Đây, lúc đó là gì? Đầu mặt chủ chuyển động. Em quốc là thay đổi theo thời gian. Chúng ta thấy thăm đầu mặt chủ đây. À, hai cái lớp băng mặt chủ mở ra, đây là thì điện tâm thu mở ra, tâm trương đóng lại. Thì ở đây thường thường cái mặt cắt này là mình chỉ thấy có hai lá thôi, lá mặt phải còn cái phía trước và cái lá không bằng ở phía sau thôi. Ít khi chúng ta thấy được cái lá thứ ba. Thỉnh thoảng có một số bệnh nhân chúng ta thấy thêm một cái đường này nữa này, cái tập coi thì chúng ta thấy được ba lá mà trên cái mặt cắt chậm nữa. Cái đó là thỉnh thoảng chứ không phải lúc nào cũng thấy. À, nhắc lại một chút phía sau này là dưới trái nha. Ba cái thông số bắt buộc phải có để đánh giá cái có hiệu quả.
dưỡng và tăng cường ước lượng cái độ nặng luôn. Thứ nhất chúng ta phải có cái vận tốc đỉnh xương vai. Vận tốc đỉnh xương vai tức là chúng ta cắt qua cái bao mặt chủ. Trong lúc mà nó mở ra giống như chúng ta cắt cái phổ bình thường của động mạch chủ vậy đó, thì đối với hệ động mạch chủ thì cái vận tốc nó thay đổi nha. Thì chúng ta đánh giá cái vận tốc đỉnh xương vai chủ. À, những cái thông số mà trên máy này thì chương trình đã làm sẵn cho mình rồi. Mình sẽ đo kinh độ trung bình xuyên qua động mạch chủ. Và thứ ba dĩ nhiên gọi là hẹp, nghĩa là cái diện tích nó phải mở nhỏ. Thì chúng ta phải nói cái diện tích cái lộ hẹp là bao nhiêu thì chúng ta phải đo. Vậy thì chúng ta sẽ đo diện tích van bằng cái phương trình liên tục, tức là diện tích của van động mạch chủ bằng phương trình liên tục. Rồi như vậy thì vận tốc đỉnh xuyên qua chúng ta làm bằng cái gì để chúng ta đo được ở khoảng cách nào, thì chúng ta dùng động lực liên tục. Bởi vì vận tốc đỉnh này thì nó hẹp, nó sẽ lớn, nó càng lớn thì động lực liên tục nó mới giải quyết được, nó mới đo được. Vận tốc lên xuống chúng ta biết rồi, nó hạn chế về cái vận tốc lớn quá thì động lực xuống sẽ không đo được. Thành ra những trường hợp nào mà thấy rằng vận tốc đỉnh mà do cái tâm lý mà nó cao quá, đương nhiên chúng ta dùng động lực liên tục chúng ta mới lấy được hết số tối đa. Giống như mở hai lá thì có thể tới 4 mét luôn, 5 mét luôn, mình dùng động lực xuống làm sao được? Mà thật sự là gấp lên liên tục nó đẹp hơn mình cơ sinh. Gấp lên liên tục nó mình nó đều, rải đều, đổ lên xuống chắc, nó rời rời ra, nhìn nó xấu quá. Nhưng mà có một số trường hợp mình phải cần đổ lên xuống được nào. Đây là một nhiên chúng ta dùng đổ lên liên tục, siêu âm cũng lấy đổ lên liên tục. Cái mặt cắt để chúng ta sử dụng có thể nhiều mặt cắt. Nhưng mà cái mặt cắt thông thường chúng ta làm là gì? Để cắt cái phổ của vận tốc đỉnh đi qua ba vòng tủ. Cái năm bốn bộ, năm bộ tình mỏ. Năm bộ tình mỏ là mặt cắt chính mà chúng ta sử dụng thông thường. Tuy nhiên, có thể có làm trên những cái mặt cắt được khác được. Nếu trong trường hợp do bệnh nhân bị tim nó bị lệch thế nào đó, mà mình đau bốn bộ tình, năm bộ tình mỏ nó cắt không đẹp, không ra được, có thể chúng ta làm cái mặt cắt khác. Xuất ra sản phẩm, tức là trên hậu bức. Hồi nãy chúng ta đã nhìn thấy là trên hậu bức rồi. Vậy thì khi cắt cái phổ động mạch chủ lên, chúng ta đưa lên cái đường cắt tốt lên về hướng về cái động mạch chủ lên, hướng về cái chỗ động mạch chủ lên này, là chúng ta sẽ cắt được cái phổ động mạch chủ. Nó cũng là cái mặt cắt để chúng ta làm cho những bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Mình cắt ở ngay cái đường cắt không được, mờ quá không đẹp, mà mình cần phải có tất cả các số đo để mà giải quyết trả lời là gì. Tất cả các số đo đều bình thường hết thì lúc đó chúng ta lợi dụng cái hậu bức. Như vậy chúng ta thấy được cái động mạch chủ lên rồi, chúng ta đưa được tốt lên vô cái động mạch cái vùng đó, thì đương nhiên tức là nó hút được toàn bộ cái dòng máu chảy lên trên để chúng ta so được cái phổ đâm lơ của động mạch tắc của động mạch chủ. Một cái mặt cắt khác tức là chúng ta đặt ở bên bờ phải của xương ức. Thay vì chúng ta nhớ động mạch chủ là nó đi lên là nó bọc qua bên phải mà, vậy thì thay vì chúng ta để đặt bờ trái xương ức mà chúng ta thấy không đẹp, có thể thử định cái động dòng qua bên phải chúng ta. Miễn là chúng ta thấy được cái hành động mạch chủ đẹp là chúng ta làm. Chúng ta nhớ một cái nguyên tắc khi mà đã làm quen rồi đó, cái vị trí của cái đầu nhỏ chúng ta đặt đó có khi không cố định, nó không phải nhắc như là lý thuyết đã nói, mà chúng ta tùy theo cái tim bệnh nhân. Cái quan trọng là chúng ta biết hình nào là chuẩn. Ví dụ chúng ta nó chọn đặt bút cái chuẩn là gì, bốn cuộn từng mỏ, năm cuộn từng mỏ thành chuẩn là gì, thì miễn chúng ta đặt ở cái vị trí đó mà chúng ta thấy ra được cái hình chuẩn đẹp là chúng ta thấy vị trí đó chúng ta đặt nhiều khi nó đã lợi hơn so với cái vị trí thông thường mình đặt rồi, và do cái tim mình đã xoay. Vậy thì đây ta nói rằng nó có thể có nhiều cái các siêu âm để chúng ta đo được vận tốc đỉnh. Dĩ nhiên các từ mỏ đầu dò từ mỏ cái năm buồn là cái đơn giản dễ làm thường chúng ta làm. Tuy nhiên có thể làm trên hở ức hoặc là có thể làm trên cái bờ phải xương ức, dọc cặp ức hoặc là bờ phải, thì ở cái ba vị trí này là sẽ cho cái vận tốc cao nhất ta sẽ đạt được. Còn các trường hợp mà có thể chúng ta làm dưới sườn, dưới sườn mình cũng cắt bốn buồn sau đó mình cũng ra năm buồn được ở dưới sườn. Mà ra năm buồn được là có chủ là chúng ta có thể cắt được phổ, nhưng mà cái đó là hiếm khi được làm, nó lại nó bị cái tư thế của tim nó sẽ làm cho cái đường cắt nó không chuẩn và cái số liệu không được đẹp. Còn cái cửa sổ đặt đầu dò xung quanh cửa sổ ở hai cái trên sinh đòn thì cái này ít khi người ta làm và thường nó cũng không có chính xác. Nó ít nhớ rằng đây là ba cái có thể vị trí nó phải làm. Bây giờ để tránh cái tình trạng là có thể mình cắt ở một lần cắt, nó ra nó rồi là những cái do tay một lần, hoặc là cái gốc tạo nên bởi cái đường cắt và cái dòng chảy nó không thật sự song song với nhau, do đó mình nghĩ là được rồi, có khi cũng chưa có đẹp.
thì người ta nói rằng có thể đo thêm 2-3 lần nữa. Nếu là hiệu suất thì có thể chúng ta đo 3 lần đo, có thể hơn cũng được, rồi người ta lấy trung bình, người ta lấy được cái mức đó. Còn nếu đó là loạn nhịp thì người ta phải đo 5 lần, 5 nhịp liên tục để mình đánh giá. Cái này là lý thuyết mà mình thấy thực tế có ai đo mà có 4 lần. Nếu mà hiệu suất mà mình đo là thấy được rồi thôi, không ai đo thêm nữa, ta lơ là cái khác, đo mà khác khác. Bây giờ cái hình dạng của cái vật tóc, cái phổ của cái hạng và cái trụ nó cũng gợi ý cho biết rằng đó là hạt nhiều hay là hạt ít, hoặc là có thực sự là hạt không. Thì người ta nhìn cái hình dạng của cái vật tóc đỉnh xuyên qua, đây là một cái mô phỏng cái hình của một cái bệnh nhân. Cách là chúng ta cắt một cái phổ đây, là cái phổ của cắt ngang qua vai hạt chủ. Ở đây cũng là phổ cắt ngang qua vai hạt chủ. Thì nó là hình dạng của cái phổ nó lên liên tục qua cái ba hàm mặt chủ, thì nó cũng giúp để phân biệt cái mức độ và độ nặng của cái tóc hẹp, của cái mức độ hẹp. Bây giờ nếu hẹp nhiều, hẹp nặng, thì cái vật tóc tối đa nó sẽ xuất hiện một trong thị tập thu và cái đinh cong nó sẽ tròn hơn, hình dạng nó tròn hơn. Đây tôi ví dụ nguyên cái tiền này là tập thu, thì nếu nó hẹp nặng quá thì cái đỉnh đây là xuất hiện đỉnh này, nó xuất hiện hơi muộn hơn so với cái hẹp nhẹ trong thị tập thu và cái hình dạng này nó tròn hơn. Còn cái hình thế này, đây chúng ta thấy cái vật tóc này là mấy này, 400 mấy này, cái này là 4, thì cái này có thể là 1-5, có thể là 5 mấy trên dây. Cái này chúng ta thấy cái đường này có vẻ giống như vuông, nó tròn hơn và nó xuất hiện vào khoảng hơi giữa tâm thu, như cái này là tâm thu. Còn cái này vật tóc này có 26 mấy trên dây thôi, thì rõ ràng chúng ta thấy cái đỉnh này nó hơi nhỏ, nó không có tròn. Và chúng ta thấy cái đỉnh này xuất hiện là gì, ở cái giai đoạn tâm thu sớm hơn so với hình ảnh trên. Ra nếu hẹp nhẹ thôi thì cái đỉnh này xuất hiện sớm hơn trong thời tâm thu với cái đỉnh cong của cái phổ như thế này, và cái hình nó có vẻ là thành ra trong khi cái tiền nó hơi tròn hơn một chút, nó được giống giống như cái u qua thu lên nhiều hơn. Đó là vật tóc đỉnh xuyên qua. Nếu mà mình thấy vật tóc đỉnh xuyên qua tâm, nghĩa là có một cái tốc độ dòng chảy tâm đi ngang qua cái mặt, dốc chảy, tốc độ dòng chảy tâm cũng là một cái biểu hiện cho biết rằng có thể nó bị hẹp thì chỗ đó nó mới tăng tốc độ dòng chảy. Tuy nhiên, cứ có phải là tăng tốc độ dòng chảy là có hẹp hay không thì đó là một vài cái mà mình lưu ý cho mình. Đây là một cái van bình thường vào thời kỳ tâm thu, và cái van mở rộng ra, diện tích lỗ mở này là bình thường. Van mỏng mềm mại, do đó cái phổ động mạch chủ cắt ra là thấy bình thường và nó tương ứng khoảng gần 1 cm trên dây. Đây là cái hình bình thường nha. Bây giờ đây nơi này có hẹp thủng. Chúng ta nhìn cái bệnh lý này, chúng ta nghĩ cái này hẹp do nguyên nhân gì? Đây có hẹp không? Nhìn đây có hẹp không? Chỉ gì? Nhìn kỹ lại thì thấy là gì? Đây cái thước mở bình thường, cái thước này không thấy nhỏ hơn nhiều lắm, phải không? Coi như là tương đương, nghĩa là không hẹp. Không hẹp nhưng mà bất thường cái gì có bất thường. Nó có những cái đống vôn ở cái thân van, nhưng mà cái van không có gì hết. Vậy có thể là gì? Thoái lo van, thoái lo van trên người già, đúng không? Đây, thoái lo van trên người già, người ta thấy cái gì? Vận tâm nó tăng lên. Tăng rõ ràng, vì sao tăng? Phải hiểu lý do tại sao. Đây là con thoái quá van trong người già, tốc độ dòng máu chảy xuyên qua tâm nhưng không hẹp, là chắc chắn cái này không hẹp, bởi vì ta đo rồi và thấy rõ ràng cái hình này cũng không có nhỏ hơn gì hình này. Như vậy tại sao nó tạo nên tốc độ tăng? Tốc độ tăng nghĩa là cái dòng chảy nó xoáy mặt qua chỗ đó, lý do van đã thay đổi, nó không còn mềm mại như người bình thường nữa mà nó làm bị tấm vôi nó dày cho cái van đó. Máu đi ngang qua một cái mô van động mạch chủ không còn bình thường, nó bị dày do cái van đóng vôi, do nó đã xoáy và nó tăng tốc độ dòng chảy. Như vậy do đó chúng ta cắt phổ của động mạch chủ của ta, nhưng hẹp thì không có hẹp, về cơ thể giải phẫu không hẹp. Và như vậy trên lâm sàng chúng ta sẽ nghe được cái gì? Tốc độ dòng chảy tăng, xoáy máu là có hẹp thủng. Vậy chúng ta sẽ nghe được một cái tâm thua của động mạch chủ. Chính vậy mà người già lớn tuổi có thể có tăng huyết áp, người ta nghe ở bên liên sườn tay phải có một động mạch tâm thua ngay phần sáu đang lên cổ luôn. Khi gặp vấn đề làm sao có thể hẹp thủng hay không, nhưng mà sau khi làm xong về nó không hẹp, bởi
thể đo diện tích bình thường, nhưng người ta nói là không có vậy, mà thì cái đó là đặt trong cái hướng này, lại do thoái hóa bằng nó đã được tăng tốc độ từ trẻ nhưng mà chưa hẹn, nhưng mà trong có thể 5-10 năm sau cái thoái hóa đó sẽ càng ngày càng tiến triển nặng lên, thì lúc đó có cái thể gây hẹn, lúc đó chúng ta có hẹn chủ là do nguyên nhân thoái hóa. Vậy thì đây vận tốc nó tăng thường sinh nào là nó bình thường thì dưới 2.5 hay như vậy, tức là không vượt quá cái con số nào. Nhờ cái bệnh thứ ba, cái thứ ba chủ nàng bệnh rồi chúng ta thấy nó có đóng vô vậy, nó mảnh vô và mấy cái lá vàng hết, và cái mép này nó xù xì, nó không còn phẳng, không còn bệnh nữa, nó nhăn nhúm hết rồi, tức là hàng chủ ở mức đầu nhà đến vừa, tức là khi mà nó mở ra thì chúng ta thấy nó mở nhỏ hơn nữa của này cái hình ảnh đầu tiên. Xoáy máu đi ngang vào cái màng hẹn, vận tốc tăng hơn nữa. Chúng ta thấy vận tốc này khoảng từ 2.5 tới 4 mét trên giây. Ở đây tôi nói là mức độ nhẹ hẹp, mức độ nhẹ đến trung bình. Rồi bây giờ cái độ thứ tư nặng hơn nữa cũng là do nguyên nhân có thể là thấp tim lắm. Nó bị ảnh hưởng ở cái mép van thì nó lan tràn xuống cái thân van luôn. Càng nặng quá, mở ra còn có như đây thôi. Và chúng ta thấy cái vận tốc của nó xong. Tiêu chuẩn để mức độ hành thì đó là dựa trên cái vận tốc. Chính vì chúng ta sẽ thấy rằng cái vận tốc tăng không phải là một cái tiêu chuẩn duy nhất để chẩn đoán hạch chủ, mặc dù biết rằng người hạch chủ thì vận tốc sẽ tăng dựa theo cái vấn đề nó phải tăng tốc độ dòng chảy như thế nào. Bây giờ độ nặng của hạch van hạch chủ thì dựa trên cái này dĩ nhiên đo có mức độ có bao nhiêu, vận tốc nó tăng nhiều tăng ít để đánh giá, thì người ta đo độ trên áp lực của van hạch chủ, tức là cái độ trên áp lực giữa thân trái và quan cái van đó, tức là delta V đây là phương trình vẹt cái gì chúng ta quen rồi, delta V bằng 4 V bình phương, delta V tức là độ trên áp lực, ở đây tức là giữa thân trái và động mạch chủ, thì V là cái vận tốc mà chúng ta đo được. Hãy giờ chúng ta cắt qua động mạch chủ, chúng ta đo cái thì 2.5 cái 4 mét thì có đối chiếu vào đây chúng ta sẽ đo được độ trên áp lực, và cái V nó chính là vận tốc thì nó cao nhất bằng tốc độ liên tục, tức là chúng ta đã tính được cái lấy đo cái V này là chúng ta đo vận tốc đỉnh. Vận tốc đỉnh là để chúng ta và cái yêu cầu thứ nhất là để đánh giá độ nặng, thứ nhất chúng ta có thể đánh giá vận tốc đỉnh xuyên van là cái yêu cầu thứ nhất đây. Cái thứ hai là chúng ta đánh giá cái bình độ áp lực xuyên van, và cái bình độ này là bình độ trung bình, thì bằng cái chúng ta bằng cái mức độ, cái này là chúng ta đo cái độ trên áp lực qua cái vận tốc đỉnh, còn cái bình độ áp lực trung bình là nó có cái chức tính khác tính riêng, thì đây là chúng ta đo có cái V là vận tốc đỉnh xuyên qua và vận tốc cao nhất. Vậy thì 4 V bình phương ra delta V, thì cái delta V này nó sẽ ra cái con số như thế này, và người ta tính nếu mà trên 50 mới chuyển thân là hẹp nặng rồi, tức là khi cái mức độ độ trên 50 tăng lên 50 mới chuyển thân. Bây giờ độ nặng của hạch chủ có thể bị tính cái độ trên nặng lực có thể bị thay đổi, thì nó có một cái lực khác đồng với mọi vùng như nó có thể làm thay đổi cái số liệu của cái hạch chủ của người đó, thì nó có bệnh kết hợp nhau, ví dụ suy tim. Khi đã bị suy tim rồi thì cái độ trên áp lực thân trái và động mạch chủ sẽ giảm, cái này mình hiểu không? Hiểu ha? Suy tim rồi đó đâu có nổi nữa, là nên tự nhiên cái tốc độ dòng máu chảy cũng sẽ giảm, do đó cái độ trên áp lực cũng sẽ giảm thấp đi, tại nó liên quan tới cái vận tốc mà. Do đó còn nếu có hợp chủ phối hợp thì sao? Người đó hạch chủ rồi bây giờ cộng với hợp chủ nữa, chúng ta dự liệu cái vận tốc đỉnh nó có tăng không? Đó có tăng, tại vì chúng ta biết rằng khi hợp chủ thì cái hậu quả là gì? Nhận lực nó nhẹ hơn. Máu được đẩy tổ cả vậy đó. Trong khi cái nguồn thấp đó đang nhận máu từ dưới xuống, bây giờ nó cộng thêm một cái lượng máu từ cái hậu chủ như vậy nữa, vậy cái âm thu kế tiếp sẽ có một cái lượng lớn máu hơn, nhiều hơn so với cái người chỉ có hẹp mà không có họ. Vậy thì cái lượng lên máu nhiều hơn đi ngang qua cái van hẹp rồi, vậy thì vận tốc tốc độ nó phải cao hơn, bởi vì trong hạch hở chủ chúng ta có hẹp chủ tương đối, một cái lưu lượng lớn đi ngang qua một cái van bình thường mà nó đã có thể là xoáy tạo nên một cái âm thổi giả tạo của một cái hẹp chủ tương đối. Bây giờ người này đã hẹp sẵn rồi, bây giờ máu đi ngang đã có, bây giờ cộng thêm một cái lượng, nó gắn thêm một cái lượng từ cái hạch hở chủ đổ về nữa, vậy nó sẽ càng tăng hơn, do đó vận tốc đỉnh sẽ tăng. Thật ra người ta sẽ nói độ trên áp lực sẽ cao hơn cái nhân truyền thống. Do đó nếu chỉ nhìn cái độ trên áp lực của vận tốc đỉnh mà kết luận cái người này hẹp nặng hơn so với một cái người mà chỉ có hẹp đơn thuần thì chưa chắc, tại vì người này có
vật cấp tỉnh luôn rồi này đã bị ảnh hưởng bởi cái thở đi kèm rồi. Cái thứ ba, nếu có thở ba của họ hai lá thì sao? Nếu thở hai lá nhẹ không ảnh hưởng gì lắm, không sao, cái lượng máu đổ về không có bao nhiêu hết, thành ra cái lượng máu bên ngang nó tụ gần như cái người không có thở. Tuy nhiên nếu mà có thở nhiều rồi thì cái độ trên áp lực sẽ thấp hơn giá trị thật, thì sao thở nhiều thì nó đổi ngược cái gì thôi, nó dồn ngược lên thì đâu có còn bao nhiêu cái lượng máu đi ra hết nữa, vậy thì áp lực sẽ thấp xuống cho nó, độ trên áp lực sẽ thấp hơn cái giá trị thật. Thành ra nhiều khi người ta nói hẹp thì nhận nặng đó bằng cái phương pháp khác, người ta đo lên nhìn ta thấy ủa tôi thấy nó mở nhỏ quá trên 2D, tôi nhìn tôi thấy nó cứ xíu rồi, nhưng mà tại sao độ thấp đỉnh này không có cao, mà trong một trong những cái thông số để đánh giá độ nặng là có cái độ thấp đỉnh. Thành ra đó là những cái thay đổi nó sẽ làm cho mình lý giải cái kết luận trước khi mình nói người này mức độ này hẹp là nặng hay là nhẹ không vừa. Bây giờ cái đo cái diện tích của anh của đầu hạch bụng là phải dùng phương trình liên tục. Phương trình liên tục là đây gọi là V1S1 V2S2. V1S1 tức là trước khi qua hạch bụng, tức là cái lưu lượng dòng máu trước khi qua hạch bụng. V2S2 là sau khi qua hạch bụng. Thì cái phương trình liên tục này dựa trên cái nguyên lý có bao nhiêu cái lưu lượng stroke volume mà đi ngang qua cái bụng trước văn thì bấy nhiêu nó sẽ đi ngang qua cái sau văn, tức là đi ngang qua cái lỗ văn chủ. Thì từ cái nguyên tắc tham suất như vậy tôi sẽ quy ra để cái diện tích S2 tức là diện tích của lỗ văn chủ sẽ bằng cái thể tích chung stroke volume trước khi qua chủ chia lại cho cái vận tốc đi ngang qua chủ thì sẽ được quy ra được cái diện tích của lỗ văn chủ. Thì đây là theo nguyên tắc tham suất thôi. Như vậy thì người ta tính đại V1 là gì? Tức là vận tốc trung bình của dòng máu qua vùng thấm thắt trái. Thì người ta tính là đo TD, nên biết cái là cái TD rồi đó. Vẽ khổ ra thì chúng ta cứ vì cái quy định của nó là chúng ta đo cái TD, tức là thanh toán trung bình của vận tốc. Còn nếu chúng ta thì kéo cũng tên xuống, cắt ngang ra một cái đỉnh là chúng ta đo vận tốc đỉnh. Còn thông thường ở đây chúng ta đo cái TD thì người ta sẽ lấy được cái trung bình của các vận tốc. Thì cái S1 là vận tốc trung bình dòng máu qua cái bụng ống, tức qua cái ALVOT. Cái thứ hai, cái spot từ cái V1, cái vận tốc này và cái chúng ta tính thêm, đo thêm cái đường kính của cái bụng ống để ra được cái diện tích của bụng ống. Diện tích bụng ống nhân cho cái vận tốc này thì nó sẽ ra cái lưu lượng thể tích. Cái thể tích này nó cũng sẽ bằng những cái thể tích sau khi nó qua chủ thì chia trở lại cho cái vận tốc tại vận tốc của đầu là chủ được tính được thì nó sẽ ra được cái diện tích của vận tốc chủ. Rồi thì V2 tức là vận tốc trung bình của dòng máu qua văn chủ, để chúng ta tính ra cái sai tức là chúng ta tính được diện tích mở của văn chủ. Bây giờ trong trường hợp cái S1 tính bằng cách nào? Nãy mình có V1 là vận tốc của dòng máu qua bụng tống ra, thì cái S1 tức là diện tích của bụng tống. Diện tích bụng tống thì chúng ta đo đường kính của bụng tống. Người ta ví như cái đường kính bụng tống là hình tròn và người ta cứ tính diện tích của hình tròn, tức là bán kính bình phương nhân đầu tiên là sẽ ra chiều máy nó tính sẵn thôi. Mình biết vậy để lỡ mà máy nó trục trặc tự nhiên mình tính tay lấy mông lấy máy tính này còn tính trong trường hợp máy nó trục trặc không có lo được cái chương trình hoặc là người ta không gắn cái chương trình đo thì mình đo tất cả các thông số là tự mình tính tay là được. Rồi bây giờ đây cái S1 là gì? PR là bình phương mà mình đo là mình đo D là mình đo được tính vậy thì tự nhiên mình chia ra tính bán kính là bán kính bình thường nhân cho pi là chúng ta ra diện tích. Bây giờ trong trường hợp cái phương trình liên tục này TVI để đo V1 V2, tuy nhiên người ta nói mình có thể sử dụng cái vận tốc V đỉnh cũng được, tức là mình lấy cái V đỉnh để mình đo trong cái phương trình liên tục cũng được. Bây giờ một cái thông số khác để đánh giá độ nặng, tức là nãy chúng ta nói vận tốc đỉnh để chúng ta đánh giá cái là độ nặng của nó, chúng ta đo cái diện tích là bao nhiêu đó để chúng ta đánh giá độ nặng, tức độ trung bình qua ba cái đến độ nặng. Một cái thông số là tỷ lệ của cái vận tốc đỉnh qua cái ALVOT và cái đồng trụ, tức là V1 V2, cũng cho mình một cái tương đối để đánh giá độ nặng, tức là đánh giá cái tỷ lệ về vận tốc VNOT trên cái vận tốc của đồng trụ. Thì nếu mà hạng nặng thì mình thấy đường ở dưới 0.25, 92% em sẽ có ở cái mức dưới 0.25 với cái tỷ lệ V1 V2. Nếu là nặng nha, như vậy nghĩa là sao? Tức là cái V2 vận tốc này sẽ nặng lớn quá, phải không? Một cái phương số thì mẫu số càng lớn thì cái số phương số càng nhỏ, thậm
ra nếu nhận càng lại nghĩa là vận tốc đi qua bên nào là chủ càng lớn, bởi vì khi nhân qua một cái độ càng nhỏ thì nó tốc độ cũng phải bơm mạnh qua. Như vậy cái bên hai ở cái đầu chủ nó sẽ nhận lại vận tốc nó càng lớn, vận tốc càng lớn thì nào thì cái tin số này sẽ nhỏ lại, thành ra cái số càng nhỏ thì nó hạn nặng, cảm thấy là đa phần của cái hạn nặng đó là cái mức là coi như là không có hạn nặng, tức là cái bên này nó sẽ lớn là 4 lần. Okay.
chúng ta muốn NPOT dưới cái phổ ở tóc phải là NPOT là vùng đỡ lơ xe, tức là đỡ lơ xu, để chúng ta cắt năm vùng từ mỏ. Xong rồi chúng ta để cái cửa sổ xu ạ. Ở ngay cái gần ngay sát phía dưới của bàn mỏ thủ là vùng tóc. Thì chúng ta sẽ ra được cái phổ và chúng ta cũng vẽ cái kỳ NPOT. Sau đó cũng có mặt cắt này chúng ta chuyển đỡ lơ liên tục và chúng ta chỉ cắt ngang qua cái bàn thủ thôi. Đây, đỡ lơ liên tục để chúng ta sẽ có cái phổ. Tức là chúng ta có cái vận tốc tốc độ được đo được trong bao nhiêu chục thì máy nó sẽ ra được cái phân tích theo cái S2 bằng V cộng S cộng chi trong cái này nó sẽ ra được diện tích. Đây là cái hình để chúng ta đo cái đường kính ngang của cái vận tốc thực tránh. Có nhiều cái hướng cái quan điểm người ta nói, có người nói là đo vận tốc là ngay ở phía dưới của cái quan trọng chủ khoảng từ 0,5 tới 1, có người thì nó đo ngay gần gần ngay chỗ cái góc. Mình thường thường đa số thấy là đo cắt đó không nhiều lắm, thì đo mà đo cái đường kính của cuộc tập thì đây là cái số liệu mà người ta nghe đó, tức là cũng đo được cửa trong thu đường kính của cuộc tập mắt trái được đo và chúng ta nhìn cái mặt cắt dọn lại đất, mà cắt dọn lại đất xong chúng ta zoom cái hình lên, zoom lớn cái hình lên rồi sau đó là chúng ta căng cái khoảng giữa trong thu. Cái giữa trong thu này thực sự ta nói là gì, là mình đo gắn điện trong đồ yếu theo cái bộ về lái xe thì đầu chúng ta sẽ biết giữa trong thùng, nhưng mà con người họ mà bây giờ có những cái đo đạc máy thì đầu đo đâu đo đạc máy chụp để chúng ta đo cho đo cũng là khoảng cách đây ở cái bờ trong của nội thành mạng của cái đất trên đất so với cái năm trước của anh hay là và cái vị trí trong khoảng thời gian 5.1 cm tính từ cái mặt bằng trụ thì đây là mặt trụ đây và chúng ta tính từ 5.1 cm. Cái này là theo cái khuyến cáo của hội sư phạm của Mỹ, thì có sư phạm của Mỹ. Đây là một cái, đây cũng là thì các cái này là cái người nông nông này là của hội sư phạm của châu Âu. Còn cái này là khuyến cáo trên cái năm về cái tờ báo tạp chí của sư phạm của Mỹ 2017. Đây là những cái đường vị trí mà người ta đo cái đường DOT. Thì đây là nói là một số những chuyên gia họ thích đo cắt cái bàn trụ ở đây là đo từ 0,3 đến 1 cm. Cái khuyến cáo bên kia cho là 0,5 đến 1, thì vậy thì chỗ nào cũng được trong khoảng từ 0,3 cho đến 1. Thì nhiều khi mình đâu có chính xác hoàn toàn, nếu mình cắt một khoảng 0,5 là được rồi, 0,5 cm. Nhưng mà trong khi người khác thì họ lại thích đo ở ngay tại cái mức của cái vòng quanh, tức là ở ba cái vị trí này, ngay cái này là ngay cái mức của vòng quanh, cái này là 0,5, cái này là đó là một trong ba vị trí. Nhưng thông thường tôi hay thấy là đo nó hơi cách khoảng chừng 0,5 cm. Thì đó là cái khuyến cáo của mấy cái hồ sơ của người ta để mình đo. Rồi đây là cái hình ảnh. Nếu chúng ta để cái cơ sở xung, cái cửa sổ xung hai cái bụng tông, vậy cái phổ chúng ta sẽ ra như thế này. Đó, đây là cái phổ của chúng ta đo. Thì đây là con chấm ở trên dây thì mình cũng đo cái dây là cái TI ấy, mình cũng đo chấm đều. Còn đây là cái tỉnh là đây là những cái số liệu để đánh giá, đây là theo cái khuyến cáo 5209 của hội sư phạm châu Âu và hội sư phạm Mỹ, tức là những cái thông số này. Giờ tôi chuyển vào cái hình này nó lớn hơn ha, cũng là hình đó là nó lớn hơn. Thì ở đây người ta cũng cho những mức độ giống như cái hình ảnh vậy, tăng tốc độ nhưng nó chưa hạn, tức là do nó bị sơ cứng, thường là do nó mới hóa qua. Đây là cái cột đầu tiên là do sơ cứng đầu thôi, chưa có hạn gì hết. Và khi đã hẹn thì ở mức độ nhẹ, mức độ nặng. Vậy chúng ta thấy rằng tốc độ dòng máu là bệnh chủ tăng. Trong bệnh sơ cứng thường thường nó tới cao hơn là 2.5 m/s. Thông thường được tới 1.7 thôi. Người bình thường mình đo từ 1 đến 1.7 m/s. Giờ nếu nó có tăng tốc độ với nó là do sơ cứng mà chưa gây hẹn, thường là nó chỉ tới 2.5 m/s. Còn nếu như mà nó nhẹ thì cái mức là trên 2.5, 2.6 hay 2.9, trung bình 3.4 và nặng là trên 4. Thì chúng ta nhớ vận tốc đỉnh của dòng máu xuyên qua hàm chủ đặt của hàm chủ là trên 4 m/s. Vậy trong khoảng từ 3.4 là trung bình, từ 2.6 cho tới 2.9 là nhẹ. Bây giờ cái thông số thứ hai là cái độ trung bình qua hàm chủ. Cái độ trung bình thì dĩ nhiên đã hẹp rồi thì cái cột đầu tiên mình cũng có. Đây mình tính bắt đầu là hẹp nhẹ vừa là nặng. V tức là khuyến cáo của hội sư phạm theo Mỹ ha, còn A là châu Âu ha, để chúng ta lấy cái thông số này
nhà tôi đi với một số công ty trước. Tân Mỹ tức là sự sáng tạo của bài điều trong một số năm của Mỹ. Vì mình gọi là hàng nhà, nghĩa là cái mức độ trung bình này là đến dưới 20 đang chuyển lên. Còn trung bình từ 20 tới 40 và hàng nặng là trên 40. Trong cái châu Âu thì họ cho rộng rãi hơn, hàng nặng cũng trên 50 tới tính hàng nặng. Còn từ hàng nhẹ thì 30 tới 50, còn trung bình 30 tới 50, còn nhẹ là dưới 30. Tức là châu Âu thì họ cho rộng rãi hơn, còn Mỹ thì chặt chẽ hơn. Tức là từ trên 20 là họ tính là hàng nhẹ, dưới 20 là hàng nhẹ, còn từ 20 trên là trung bình. Còn châu Âu cho rộng rãi một chút, tức là nhẹ là tới dưới 30 mà còn nhẹ, trong khi Mỹ là dưới 20 rồi. Từ 20 trở lên là họ đã bắt đầu là trung bình, trong khi châu Âu thì đã cho từ 30 họ tính trung bình. Rồi còn cái diện tích vang thì sao? Cái thông số nãy mình nói rồi, nhẹ là cái 1.5, trung bình là từ 1.5 mà nặng là dưới 1 cm². Cái hạt thứ tư này tức là theo diện tích cơ thể sẽ áp dụng nếu chúng ta làm cho trẻ con hoặc là người trẻ còn trẻ nhỏ hoặc là người nhà tiến quá thì chúng ta tính trên cái diện tích mang vuông cơ thể để chúng ta đánh giá qua có hạn chưa, thì chúng ta tính trên cm² diện tích chủ trên mét vuông. Nếu mà hạt nặng nghĩa là dưới 0.6 cm² trên 1 mét vuông diện tích cơ thể, hạt nhẹ là nó phải trên 0.85 còn nặng giữa là trung bình. Rồi còn cái tỷ lệ P1:V2 như hồi nãy mình nói, nếu mà nặng nghĩa là cái tỷ lệ nó phải dưới 0.5, còn nhẹ là trên 0.5 thì khoảng giữa nó là trung bình. Thì đó là cái khuyến cáo của đội một ngày tới, là đó là năm này là 2009. Bây giờ tới 2017 hồi xuân năm Mỹ thì các số liệu cũng không có thay đổi gì đặc biệt lắm. Đây là năm 2017 vẫn đắp đỉnh cũng vậy, trên 4 mét, trên bằng 4 mét, vinh độ trung bình 40 với 20 diện tích mở van trên 1.5 dưới 1, chỉ số theo diện tích cơ thể dưới 0.6 là nặng, trên 0.85 là nhẹ, và tỷ lệ vận tốc trên 1:2 thì dưới 0.85 là nặng, trên 0.85 là nhẹ. Đó là ba cái thông số chúng ta nhớ: vận tốc đỉnh, vinh độ trung bình và diện tích của bạn chủ. Cái tỷ lệ này là bổ sung đi kèm. Bây giờ chúng ta đánh giá trên cái tiên độ mở của tay em cũng góp phần cho mình thấy rằng bổ sung là có hạn. Tuy nhiên như cái hành đầu tiên của nó, trong trường hợp cung lượng tiên giảm do bệnh nhân, ví dụ có thể đó là do suy tiên rồi, thì chúng ta thấy cái tiên độ mở có thể nó nhỏ lại, mà thường có thể nó nhỏ vào cuối tập thu. Thì bây giờ đây đo cái tiên độ mở của các lá van và chủ thì khoảng cách thẳng đứng giữa cái lá van phải và lá van quanh trong thời kỳ tập thu. Nếu diện tích giá trị của cái số đo đó so với diện tích của nhà chủ, người ta nói nếu đó là van bình thường thôi và nó thấy rằng mức lượng phải trên 2 cm² thì còn coi như là cái giá bình thường được. Tuy là nếu tính theo cái số là nó là 3-4 cm² á, nhưng mà hạt trên 2 đó thì nó bình thường là nó không có cái ý nghĩa gì cả. Thì lúc đó thì đi đường mở thì nó trên 15 mm và giá trị tiên đoán thì nó tính 100%. Tức là nếu mà đi đường mở của hai lá van nó trên 15 mm coi như là bình thường, thì coi như diện tích mở van chủ đó nó có chấp nhận là trên 2 cm² là bình thường. Bây giờ nếu nhưng mà nó là hàng nhưng còn trên 1 cm², tức là mức độ trung bình nha, biên độ mở của nó sẽ là trên 12 mm và giá trị tiên đoán là 96%. Còn nếu mà diện tích mở van nhỏ rồi, hẹp nhiều và dưới 0.75, biên độ mở này người ta đo thấy dưới 8 thì giá trị tiên đoán là 97%. Còn ở cái khoảng giữa 1-6, tức là cái biên độ mở từ 8 tới 12 thì không kết luận được cái mức độ tự nhiên. Đó là biên độ mở của van. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái biên độ mở của cái hai lá van mà trong cái tê em. Chúng ta thấy đây là con hạt chủ rồi. Cái này là con hạt trương này. Chúng ta thấy tập thu này. Chúng ta thấy mở nó có tí xíu mà. Thì đây là hình ảnh của mở van. Hạt chủ trong tầng cái hạt chủ mở van tê em. Chúng ta thấy rõ từ cái lá van nó không còn tí xíu. Cái này chắc khoảng tới rồi. Bây giờ cái hạn chế của chúng ta dùng cái TEM để đo cái biên độ mở của các lá van trong đánh giá cái hạt chủ thì nó có hạn chế, và người ta không có sử dụng cái thông số nó để kết luận là hạt nặng hay là hạt nhẹ. Hạn chế thứ nhất là gì? Nó đo chỉ có một chiều thôi, mất một chiều tay mưu sinh chiều cho nó tay đọc cái hạt dạng cái liên quan ảnh hưởng tới ba hạt chủ thì nó không có đối xứng
là cái yếu nó văng nó bị đóng vô nó dày quá thì nó chúng ta lo cái việc đổ mỡ không chính xác. Thứ tư là khi mà chức năng tâm thu nó trái bị giảm hoặc là công lượng tinh giảm, vậy thì cái biên độ mỡ nó sẽ không có ý nghĩa, tại vì hai trường hợp đó sẽ làm cho biên độ mỡ nhỏ lắm. Rồi bây giờ cái hình dạng của cái phổ động mạch chủ đây, khi mà chúng ta cắt qua con các vật tắc tối đa, khi chúng ta nhìn thấy cái hình dạng phổ này rồi, nó cũng có gợi ý là gì? Cái phổ này sâu 5-4 mét trên dây, nó tính là vật tắc tỉnh là cái này nặng, tại vì 4 mét trên dây cả lên rồi là vật tắc tỉnh này là nặng rồi. Thì bây giờ đang là ta muốn cho mình biết rằng nếu mình muốn đo vật tắc tỉnh thì tôi kéo cái thước xuống đây tới ngay cái đỉnh là tôi đo, thì đây là vật tắc tỉnh peak velocity. Nếu muốn đo lấy phi tai thì chúng ta chấm cái chấm đi ra cái đường này thì chúng ta sẽ đo được năm phi tai. Bây giờ cái hình dạng của cái phổ nó giúp cho mình đánh giá là độ nặng hay nhiều là ít. Như cái sau trước ha, nãy mình nói là nếu nó là nặng nặng thì cái đỉnh tâm thu của cái phổ đó nó một và cái hình nó hơi tròn. Trong khi nếu mà hẹp nhẹ thì cái hình phổ nó vẫn còn tam giác và cái đỉnh nó xuất hiện là sớm hơn. Bây giờ cũng là cái đỉnh hình đẳng của cái này, nó gợi ý cho mình là hẹp thật sự. Cái hình bên trái này chúng gọi là hẹp thật sự, còn cái này là hẹp trong bệnh cơ tim thì động, tức là hẹp thứ ba. Cái này là do tắc nghẽn, chứng tỏ là cái hẹp, tại vì khi đi qua cái hẹp thứ ba rồi thì cái áp lực nó qua cái ống hẹp nó mặt lên thì nó đập qua cái tâm mạch chủ, thì lúc đó thì mình đo cái phổ thay đổi nhưng mà nó nhìn cái hạt dạng để gợi ý đây là hạt thật sự, hạt thật sự hay là hạt mà do tính cách là đang biết, tức là do biết động nó gây ra thôi, tăng cái tốc độ giảm giảm. Thì nếu là phổ cũng hạt như thế này, còn nếu mà hạt mà do cái bệnh cơ tim phì đại cái hạt thứ ba, thấy rằng nó có một cái huyết ở đây, nó giống như cái rìu, hình ảnh của cái phổ nó giống như là cái rìu, tức là cái phần gốc của nó thì nó to, càng xuống dưới tự nhiên nó hơi nhỏ lại. Thì cái hạt thật này nó bị ép lại chút, trong khi cái phổ của hạt cũ thật sự nó sâu và tóc nó lớn nhưng mà nó đẹp, nó thẳng như thôi chứ nó không có bị lõm được giống như cái điều này. Đó là một cái gợi ý có thể có một cái hạt thứ ba thì đó. Rồi bây giờ một cái câu hỏi đặt ra là mình nói mình đo diện tích ban hai lá có hai cách đo, là chúng ta đo qua cái phổ đất lơ qua cái mặt của họ cái bốn buồn từ đỉnh đến, chúng ta đo diện tích ở ban hai lá bằng cái PMT. Nhưng mà chúng ta cũng đo một phương pháp khác là planimeter. Chúng ta đo cái gì? Cái gì đối với ban chủ mình có làm được không? Thật sự mấy cái lúc trước tôi không có đại cảm cái này nhiều, là thật sự cái này không giá trị đâu và ít có sử dụng bởi vì nó có nhiều cái hạn chế. Tuy nhiên nhưng mà bây giờ nói thì nói lại cho nó đầy đủ lên, tại có một số trường hợp mình thử mình làm và mình để mình so sánh với cái phổ đất lơ của mình. Ví dụ chúng ta biết rằng phổ đất lơ chúng ta cắt được mà đo chủ nó sẽ bị ảnh hưởng khi có bệnh phối hợp. Ví dụ suy tim, ví dụ ở hai lá mạch, ví dụ ở chủ, vân vân, thì nó sẽ làm ảnh hưởng cái vận tốc nữa một phần nào đó, thì cái vận tốc nó sẽ nó ảnh hưởng. Thế thì ta nói vậy thì nếu trong trường hợp vận tốc nó ảnh hưởng vận tốc tỉnh, nó làm cho người ta đánh giá thì cái độ nặng nó không đúng. Nhưng mà ta nói rằng chỉ có vận tốc tỉnh ảnh hưởng thật sự nếu tính theo cái diện tích bằng phương trình liên tục thì không ảnh hưởng nhiều, bởi vì phương trình liên tục là một tính quy tắc tần suất, nó cân đối giữa V1, V2. Nếu nó thay đổi là thay đổi cả V1, V2 hết thì chúng ta đã tính được tần suất rồi. Nhưng mà cái này thì chúng ta nói là gì? Vận tắc tỉnh. Vận tắc tỉnh sẽ thay đổi nếu người nó có hẹp chủ cộng với một cái hở hai lá là có ý nghĩa, hoặc là cùng cái hở chủ có ý nghĩa. Thì cho trong trường hợp lúc đó tôi thử tôi làm planimetry cái diện tích của cái lỗ van của mạch chủ xem qua là nó đang bao nhiêu, có phần nào tương ứng đánh giá được cái độ nặng hay không, thì cái đo bằng phương pháp planimetry có thể là một cái phương pháp thay thế chấp nhận được để tính toán cái diện tích khi mà ước lượng cái tổng đất lơ thì nó không có tin cậy cho một số những cái bệnh cảnh đi kèm hoặc là ảnh mờ quá nó không tin cậy được. Nhưng mà planimetry có thể không chính xác khi chúng ta bị vô nhiều quá, nó vô nhiều nó sẽ nằm có những cái bóng mờ, nó sẽ nằm có những cái phản thăng để đẩy chúng ta vẽ cái điều gì nó sẽ không chính xác. Mà chúng ta thấy nếu nó hẹp rồi mà không cắt được cái làm mình tùy á là mình cắt bằng cách nào, bằng cách nào để mình thấy được mở được cái van ra ngay cả nứt, phải không? Ngay cả nứt là rõ nhất để chúng ta mở được cái van. Mà nếu nó hẹp vậy đó thì nếu mà nó bị vôi, nó vôi lưng hết thì như vậy nó có chút xíu rồi vẽ
3 thì các bé còn thấy rõ ràng khó hơn bạn bạn này lắm. Bạn này lắm thì không cái vòng tròn nữa. Thằng nào cái lan đi năm triệu của bạn này lắm là ta đề cập đến gần như làm song song chung với bạn bé lớp lớn để đo diện tích bạn này lắm và bạn này. Nhưng mà trong cái diện tích chủ thì người ta không có đề cập nhiều, không có đưa ra nhiều lắm, mà cứ đo tới cái mặt phương trình liên tục đi tính sang được về những cái số những cái yếu tố này. Khi nó bị ô rồi nó sẽ có những cái bóng, rồi có những cái phản năng nó dội lại thì sẽ làm cho cái mình xác định cái lỗ nó không thể sang. Nhưng mà ta nói là cái diện tích van mà đo và lớn lên thì nó sẽ tương quan tốt hơn, tương quan tốt với lại cái diện tích van mà đo tối đa qua cơ thể, diện tích cơ thể nhất là mình đo trong lan can trí đó thì nó có thể tương quan tốt với lại cái diện tích lớn hơn là chúng ta đo diện tích trung bình. Đây là tinh quản. Cái hình trên là siêu âm thanh tịnh, hình dưới là siêu âm thanh quản. Thì đây là lúc là cái tâm hạt của nó đóng này, và nó mở đây, nó mở có chút xíu này. Thì bây giờ ở đây ta phải vẽ lan lên đây, ta phải vẽ vòng tròn chút xíu nữa này. Mà trong lúc mà con nhỏ như vậy cái tay mình vẽ cái để luôn rồi nó đã lên chắc gì mà mình đi đứng tay để ngồi mình khi đi đốn hoặc là mình đứng lên nên dễ sai số. Còn đây là cũng qua khoảng cách siêu âm qua thời quản thì người ta nói đặt cái sơn tự quản tình trạng nhưng mà cũng đâu qua nhân viên thì để mà đo lên nhân viên của đồng chủ thì siêu âm tình lực là một cách ngay lập tức. Còn nếu dùng tự quản thì nên dùng nó làm siêu âm với cái góc là 45 độ tới 60 độ để chúng ta đo siêu âm tình quản để đo cái lan can trí thì nó tinh cậy hơn so với lại cái siêu âm tình lực. Dĩ nhiên mình phải zoom lớn cái hình nó lên thì chúng ta mới vẽ được. Thì người ta nói là khi đo cái khoảng cách này là từ 2.5 tới 4.5 cái mình đo ra mà thấy là 2.5 trở lên đó, thì coi như là cái diện tích lỗ mở nó bình thường. Còn cái đo bằng cái lan can trí động mạch chủ này thì nó sẽ tính ra nó sẽ lớn hơn cái diện tích nếu mình đo bằng cấp lơ, tức là bằng phương tiện liên tục. Vì sao? Vì cái khi mà mình đo bằng cấp lơ cái dòng máu chảy đi qua cái lỗ đó, nó đã bị nhỏ lại. Đó là những cái thông tin mà cái này tôi lấy trong cái quyển mà siêu âm của siêu âm của châu Âu mà năm cái hồi thì 2016. Thật sự thì đúng là thực tế nào đó là tôi không có sử dụng cái biometry của đo mà đặc trưng, tại vì đa phần mình thấy nhá, nó hẹp rồi nó nhìn bỏ ra nó nhìn thấy có chút xíu à, thành ra mình nhắm mình vẽ mà kỹ mà cái máy cái tay mình tìm chính xác thì nó sẽ thế nào cũng được. Là ra lúc đó thì mình lo công trình liên tục rồi xong đó thì nếu nó có bệnh cảnh như kèm tương ứng với những cái thông số khác để mà mình so sánh để mình đánh giá. Còn nếu mà mình đối chiếu cái này mà mình thấy không chính xác đó, thì mình sẽ bị tổn quả hơn, thấy biết mình gắn kết được. Đây là cái những cái hình ảnh của căn nguyên này làm lại. Này là bình thường, tại vì tâm trương, đây là tại vì tâm thu mở ra. Cái này là do thấp, nó bị mấy cái mét này. Cái này là do canxi, nó mét không bị đóng môi ở đây. Cái này là tâm trương, là tâm thu mở ra. Cái này là có hai lá quan. Chỗ này là cái G của nó. Bây giờ một số bệnh tật do có cái nguyên nhân là môi như là thấp. Đây là hệ răng và hàm chủ mày đâu canxi quá, tức là do thói quá. Nó làm nó chiếm khoảng những cái bệnh nhân mà có bị sơ cứng đỏ mắt á, tức là do thói quá, thì 10-15% bệnh nhân sẽ tiến triển các hàm chủ thực sự là. Thành ra cái giai đoạn đầu của cái thói quá là sơ cứng dày đóng môi á, nhưng mà bệnh nhân đó có một số sẽ tiến triển tới cái hàm chủ thật sự. Đây là cái hình giải phẫu thực tế để chúng ta thấy này cổ tử thi bệnh nhân ra ngoài chúng ta thấy quan này mét thì là thực tế là bị đóng môi ở dưới cái thân mặt, những cái nốt môi quá này nó nằm ở trên cái mặt chủ của cái lông mặt rồi không có dính cái mét tại vì không có tổn thương của mặt mét, rồi cái bờ tự do tức là cái bờ tự do của mét thì nó cũng có bị quan. Cái đó cái lỗ quan này giống như là một sao. Rồi bây giờ đây bằng cách cảm giác trục trọng thì chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh của đóng môi của quan chủ. Sau đó chúng ta qua bằng cách cảm giác trục ngang, chúng ta sẽ thấy tiếp tục cái môi nó có đủ ba lá hay là chỉ có hai lá giống như lá bên phải và lá bên phải ở đây thôi. Mà thường thường cho thấy là nó có cái đường ren, nó có đường ren cái gì là cái môi. Nếu mà môi càng lớn thì nó đậm thì nó có thể có ống lưng ở phía sau. Và cái ba nó là chuyển động, nó ít, nó hạn chế cái chuyển động.
nên là đã biết là chúng ta biết nó hẹp rồi đó, không có mở lớn rộng ra giống như cái văn bình thường. Đây là văn chủ văn bình thường, còn đây là ảnh bộ viên của suýt của văn hai lá. Đây một cái lá trước lớn và lá sau nhỏ. Đây là nó còn có một cái gờ cho nó dính của hai cái lá văn kia lại, không có tách ra được để cho lúc mà bỏ tay sau đây. Đây là một cái ảnh của viên của suýt. Đây cũng vậy. Đây chúng ta thấy nó dính, nó còn có một cái gờ dính của cái lá và trắng. Đây là một lá lớn và đây là một cái lá. Rồi bây giờ cái loại một cái lipstick loại nào khi gặp 70-80% trường hợp là dính của cái lá bên phải và lá bên trái lại với nhau. Do đó chúng ta thấy cái lá này lá trước nó sẽ lớn, so lớn hơn so với lá sau. Đây là cái đường đóng của lá mặt ở trước bên và sau giữa. Còn 20-30% trường hợp chiếm một cái tỷ lệ khoảng 1/3 là cái dính giữa lá bên phải và lá bên phải, và cái dính giữa lá bên trái và lá bên phải thì ít hơn, rất ít, chỉ có 1-2%. Đây là cái hình ảnh của một cái lipid strip của bạn này lá, và trong đó nó có thêm cái đóng vôi vô của cái thanh quan. Đây là hình ảnh TM của một cái lipid strip của bạn này lá. Thì chúng ta cắt qua bàn, đây cũng là một cái gợi ý cho bạn khi mình cắt đầu tiên qua các chậu cắt đứt mặt em. Thường thường chúng ta thấy hai cái lá văn là nó song song nhau, và khi đóng tập trung thì cái đường này nó sẽ nằm giữa của cái đường kính nha, cái đường tập trung. Nhưng mà đây cũng như là cái nó là cái đường cắt này, đường đóng của cái đường tập trung thì tập trung của hai lá văn đó, hai lá văn cũ đó không có nằm ngay giữa giống như bình thường, nó lệch qua một bên. Thành ra chính cái lệch này là chúng ta nghi ngờ quy trình cái này là cái suy, nó chỉ có hai lá văn thì nó đóng sẽ lệch, bởi vì một lá lớn nhưng một lá nhỏ. Đây là một cái kiểu mô tả cho mình. Đây là thị tập thu nha. Thị tập thu mở ra hai lá, thị tập trung đóng lại mới nhìn có vẻ giống như đủ ba lá. Nhưng mà thật sự cái này là cái gờ. Bởi vì khi mà tập thu mở ra thì chúng ta thấy nguyên cái này nó tách lên trên, nó còn có cái gờ chỗ này nó không có tách. Thành ra cái này chính là cái của suýt. Hai lá này tập thu, cái này tập trung. Thì tập thu mở ra thì chuyện như này nó bỏ. Rồi đây là cũng là hai lá. G đây tách ra hai lá văn. Đây là một hình ảnh của văn hai lá ba đạo vật và đạo vật chủ bị hỗn tập. Đây là bề dạng hai tấm thương luôn ở hai lá văn. Văn hai lá không dày, đóng vôi từng điểm đạo vật chủ bị luôn. Đây là một cái văn của hẹp chủ mà bị virus. Nó có những cái đóng vôi và nó bị thêm những cái mép. Rồi bây giờ đây là tấm của một cái nhà hai lá hỗn tập, và xin lỗi nhà chủ hỗn tập, chính cái mép văn lại với nhau, cái lỗ văn và đồng bạch chủ thì bị tập thu bỏ ra, nó giống như là cái tập giác kèm theo nó có gì nó có đông vôi, và khi những cái sai cơ chủ thế này thì hay đi kèm thế này tập hai lá thì được giữ luôn, tại cái này là hỗn tập. Nếu chủ mà bị hỗn tập thì thế nào cái văn hai lá là con, và nó sẽ đi kèm cái sai cơ nếu mà chỉ có ngày hai chủ thôi, không có sai thêm hai lá thì lại còn lại một cái khác, có nghĩa gì đó là đây là một cách thì là một cách ngang cạnh của chúng ta. Đây cái vai nó bị trong cái thời kỳ tập trung nó đóng lại cái dày nó đóng vô dày đó mà. Bây giờ đây là một cái ảnh của hẹp dưới vai của bạn chủ, chúng ta thấy một bạn chủ, đây là một cách dòng cảm xúc, chúng ta thấy bạn chủ đây, ở đây nó có một cái mài ở đây. Thì cái hẹp dưới vai của bạn chủ nó có thể là bốn cái kiểu này. Thông thường chúng ta có thể thấy nó có một cái mạc viêm bị mỏng, và cái mạc này chính là hồ sơ và cái quả là cái nếp của cái nội tâm mạc, nếp từ cái nội tâm mạc của tầng cái tác viêm thấp nó ra, nó tạo ra cái mạc này. Thì đây là một cái mạc dưới vai gây ra cái hẹp dưới vai của bạn chủ là một kiểu. Cũng có thể nó là một cái sóc của cái gờ của cái hồ sơ với cơ, tức là thường có thể gặp cái bệnh chúng ta thấy khi nó làm lại nó dày lên cái tầng thơ chỗ này hẹp, nó có thể là một cái kiểu hẹp giống như một cái ống lan tỏa, hoặc là nó có một cái mô van hay lá bất thường, mô van hay lá phụ, nó là một cái phát triển bất thường của cái mô van hay lá ở cái lá trước, nó sẽ làm cản trở cái đường tấm của thân trái. Thì thật sự cái này là lý
Đây là một cái điểm hạt trên văn. Đây chúng ta thấy văn chủ lên thường. Nhiều khi nghe cũng vào phổi của văn chủ. Đặt cái phổ được cắt đến lơ văn chủ mà chúng ta cắt ở văn bồn thường mỏng. Tự nhiên chúng ta thấy văn pháp chủ cũng tăng. Nhưng mà thật sự khi làm trên thế nhân ảnh mà cắt dòng đặc đức á, là mình thấy của văn chủ mở nó nhỏ, mở dẫn lớn. Mà tại sao vật tất của chủ cắt ngang qua nó tăng nghề? Thì tại vì nó đi luôn qua trên cái văn chủ ở phía trên văn nó tăng tốc độ trên văn. Do đó chúng ta cắt nó lơ liên tục và nó cắt suốt dọc lên cái đường đi đó. Tức là văn và trên văn thì cắt ngang qua hết. Thành ra để bắt được cái phổ lớn. Thì đây là cái loại mà hẹn trên văn tiếp một. Tiếp một cũng hay giống như cái động vật cát. Một cát là nó thì có một cái vòng sơ nó dày. Nằm ở phía trên văn là chủ mà cái này nó thích cái gì đọc. Và nó cái hình dạng nó giống như cái động vật cát vậy đó. Thì cái này là loại vòng. Trên văn loại vòng. Hẹn trên văn chủ loại 2 cũng có một cái màng sơ mỏng. Nằm trên văn là nhưng mà cái bàn này nó di động, nó không giống như cái kiểu động của khác, nó ít di động. Còn cái này là bàn này nó di động và nó có thể gây ra cái tiểu động tim trong thời kỳ tập trung. Chúng ta nhớ khi mà có một cái băng mỏ nào bị hẹp, máu đi ngang qua cái chỗ đó tự nhiên nó đẩy cong cái bồn cái hai lá lên, ví dụ giống cọc ba lá ba lên, giống như chúng ta nói động tim trong cái hẹp bàn hai lá. Thì trong cái hẹp chủ nếu cái phần trên băng này nó có cái màng ở phía trên và cái màng này nó di động được thì khi máu đi ngang qua nó bị hẹp thì nó sẽ áp lực nó dồn lên thì cái màng đó nó sẽ cộng lên. Thành ra cái kiểu giống như là của mình trong thời kỳ tập trung là tiếp hai. Một cái tiếp ba này nó hẹp đang tỏa dài ở phía trên của cái gốc của động mạch lên, thành ra nó gây ra cái hẹp trực tâm. Đó là ba cái kiểu nhạc. Cái thứ nhất một chúng ta nói cái động mạch khác là một cái vùng hẹp mà nó cái vùng cái mô sơ cái gầy lên mà mình nó không có đi động nhiều, thành ra trong cái một cái kiểu hai cái đầu lớn và kiểu nhỏ. Còn cái kiểu hai là một cái mặt sơ mà nó di động được. Nó di động cho đó nó có thể biến dạng cái hình lên thành cái đô minh. Vì mà chúng ta thấy tập thù nó có cộng thành một cái đô minh được. Cái loại thứ ba mình thấy rằng có cái gì đó, bệnh gì đó, ví dụ sơ của động mạch chẳng hạn. Nó mặt hẹp đều cả hai bên thẳng. Nó thành giống như một cái cạnh ống lan đều dài của đoạn. Đó là về những hình ảnh rồi. Bây giờ chúng ta thấy cái slide cuối. Tôi muốn nói lại là trong cái phân loại về bệnh văn ngoài sang tháng năm 2014 người ta cũng đưa ra trong mấy cái bài trước tôi có nói, tức là mức độ giai đoạn A bệnh văn, giai đoạn A, giai đoạn B, giai đoạn C và giai đoạn D. A tức là nguy cơ thôi, không có triệu chứng gì hết, không có thay đổi huyết động gì hết. Cái này nếu là gì, người ta cũng lấy những cái thông số siêu âm ra để người ta phân loại theo cái bệnh văn của 2014 theo ai sang A, tức là diện tích V mắt, tức là V đỉnh đỉnh của động mạch chủ là nó dưới 2 mét trên dây. Nhưng mà cái băng đó là gì? Nó có bất thường hoặc nó dày hoặc là nó là virus tiếp vân vân. Nhưng mà nó là nguy cơ chứ chưa có hẹp gì hết. Còn bắt đầu giai đoạn tiến triển tức là hẹp nhẹ. Đây là những cái thông số xung quanh. Giai đoạn tiến triển nó đây là hẹp nhẹ và người ta gom luôn cái hẹp trung bình. Còn giai đoạn C tức là coi như là hẹp nặng thì đây là những cái thông số xung quanh. Các em sẽ coi lại cho những thông số không lặp lại. Đây là giai đoạn D là hẹp có triệu chứng, giai đoạn C là hẹp nặng mà không triệu chứng. Hẹp nặng tức là những cái thông số yêu cầu vận tốc đỉnh ở đây là từ 4 mét trở lên, phân độ trung bình trên mặt bằng 40 mét thủy ngân, diện tích văn là chủ điểm mạch của nó là nhỏ hơn 1 cm², hoặc nếu tính theo diện tích cơ thể thì nhỏ hơn mặt bằng 6 cm/1 m², diện tích cơ thể vân vân. Đó là những dựa trên những cái thông số siêu âm mà đã được bài cho người ta phân loại cái giai đoạn bệnh văn là giai đoạn nào. À, đây là một số những cái trường hợp mà chúng ta có thể gặp mà nó hơi khác với lại cái giải đáp với những cái bất thường của một người hẹp trũ. Chúng ta biết rằng một bệnh nhân hẹp trũ đến một giai đoạn nào đó thì sẽ có rối loạn chức năng thông thường thân trái. Và khi rối loạn chức năng thông thường thân trái nó có thể bị làm thay đổi những cái thông số xung quanh. Thì chúng ta biết hả, khi rối loạn chức năng thông thường thân trái nặng nhiều và nghĩa là hẹp nặng rồi, nó mới gây ra dày dạn tắc tưởng, gây ra rối loạn chức năng làm suy tim. Thì trong trường hợp đó nó có thể gây ra kẹt trụ hoặc mình đầu gặp tụt tâm. Thông thường chúng ta nói hẹp trụ nặng thì cái vận tốc đỉnh phải cao, kinh độ nó phải cao. Nhưng mà tới một có thể một cái giai đoạn nào đó mà hẹp trụ thì thấy nặng, nhưng mà cái kinh độ này thì tự nhiên nó lại thấp, mà cái tốc độ thì thấp. Thì trong trường hợp đấy một có thể là có rối loạn chức năng thông thường thân trái. Thì người ta gồm bao gồm những cái yếu tố này để nói rằng có hẹp trụ nhưng mà dòng máu chảy thấp và kinh độ thấp. Diện tích lỗ văn mà đo ra thì nó đang là hẹp nặng dưới 1 cm², nhưng mà
cái binh đồ áp lực trung bình này thì nó lại nhỏ hơn 30-40 mg/dL. Theo lẽ nó phải là trên 40 chứ, nó mới tương ứng với trên kia, nhưng lại nhỏ hơn. Và song song đó là thấy rằng phân số trong máu đang giảm chỉ 40-40%. Như vậy thì nó nói rằng hàng chủ mà cái binh đồ thấp, dòng chảy thấp, tức là khoảng 30 mg/dL này, thì những cái hàng chủ nặng rồi phân số trong máu giảm nặng thì nó biểu hiện 5% của những bệnh nhân thì lúc đó là nó bị suy dinh rồi. Đây là cái những điểm chính cuối cùng chúng ta sẽ ôn lại khi chúng ta nói về cái ban chủ. Ba cái thông số về biến động quan trọng được khuyến cáo trong việc đánh giá lâm sàng của người nam chủ là: thứ nhất, vận tốc tĩnh xuyên qua ban chủ; thứ hai, khuynh độ áp lực trung bình xuyên qua ban động mạch chủ; và thứ ba, diện tích ban động mạch chủ qua phương trình tụ. Đó là ba cái thông số chúng ta chú ý. Cái thứ hai, nhắc lại nỗi vận tốc tĩnh của động mạch chủ. Nếu mà 4 m/s trở lên thì chỉ nên làm cho mạch chủ nặng. Vận tốc tĩnh xung quanh động mạch chủ nên lấy trong nhiều cái khoảng cách. Thì nãy mình đã nói, nó mô từ đỉnh là một khoảng cách có thể lấy trên nở, có thể lấy bên cạnh bờ phải cũng được. Cái nhiều khoảng cách cũng là một cái hình thức để người ta nói rằng để mình lấy được cái số lớn nhất, để mình có thể đánh giá được chính xác nhất. Cái đồng dò Doppler này chỉ là cái kỹ thuật, cái máy của tùy cái máy mình có cái gì thì mình làm cái đấy thôi, nhưng mà nó đến cái dò thì ưu tiên thì lấy cái đồng dò Doppler liên tục á, thì nó là tinh thể đôi, nó có hai tinh thể bằng nhỏ để có thể lấy được cái thông số lớn nhất, thì người ta khuyến cáo cái loại đồng dò Doppler liên tục nó là tốt nhất. Bây giờ cái trung độ áp lực trung bình xuyên qua ban động mạch chủ thì nếu mà nó từ 40-50 mg/dL thì hạt tính tới một cái hạt chủ nặng, cái này mình làm lại thôi. Còn cái binh độ trung bình thì được tính bằng cách là gì? Cái này người ta chỉ lý giải thôi, cho biết là người ta lấy trung bình của tất cả các binh độ trong cái thời kỳ phun máu. Và chú ý rằng cái binh độ trung bình này đòi hỏi là chúng ta phải cần lấy trung bình của tất cả các binh độ trung bình, chứ không phải là chúng ta lấy cái vận tốc trung bình mà chúng ta tính ra binh độ trung bình. Thì cái này thật sự quá nó làm cho mình hết, chứ mình ngồi mình tính tay thì mình tính không nổi. Tức là phải lấy trung bình chứ không phải mình lấy cái binh độ trung bình là tôi lấy vận tốc trung bình, tại vì khi chúng ta đo cái VDI chúng ta sẽ có V mid và V min và cái V trung bình nha, V mid bắt rồi V min rồi cái min rồi cái min min không rồi cái sai lầm thường gặp khi mà chúng ta đo cái binh độ trung bình tức là chúng ta định vị cái cắt siêu âm, cái tia siêu âm của mình nó không chính xác, thì nó sẽ cái cặp quan trọng của chúng ta sẽ là gì, chúng ta phải nên làm nhiều cái mắt cắt siêu âm để diện tích ban chủ mà dưới 1 cm² thì coi như là hạt chủ nặng ha. Rồi nên chúng ta tính cái phương trình liên tục. Được cắt thì coi như là có mấy mặt cơ bản, chúng ta cứ sử dụng đó.